trưa mai em ghé lấy đồ nha chị. Ok Hạ Quyên, em ơi ghé sau 1 giờ là được nha Hạ Quyên ơi. Sau 1 giờ em chị nha. Rồi mấy chị ơi chia sẻ like giùm em nè. Chia sẻ like giúp em nha mấy chị ơi. Rồi mấy chị ơi chia sẻ like giúp em nha mấy chị ơi. Em lên cái nón nè, mũ nè, đầu like nha. Giá cực kỳ là rẻ luôn. Rồi mấy chị chia sẻ like đi mấy chị ơi. Chia sẻ like liền giúp em nha mấy chị ơi. Bữa nay sao yếu yếu vậy ta. Rồi ai đang xem rồi chấm bài với lại chia sẻ like giúp em nha mấy chị ơi. Hôm nay yếu quá vậy. Rồi chấm bài chia sẻ like giùm em mấy chị ơi. Yếu quá gì ta. Hôm nay có quần thể thao nữa nè. Có mũ. Rồi có quần thể thao nữa nha mấy chị ơi. Rồi chia sẻ like nhiệt tình giùm em nha. Ủa chị like ở đâu vậy ta? Chị like bay mày đúng không? Nó có thông báo mấy em không Ngân? Rồi chia sẻ like giúp em nha mấy chị ơi. Hôm nay sao? Chia sẻ like liền giùm em nè mấy chị ơi. Rõ mẹ chị không? Không phải là chị nói mạng yếu mà là chị nói là sao ít người coi á, chứ không phải là mạng yếu. Rồi hôm nay có quần thở theo nữa nha mấy chị ơi. Em lên chia sẻ like rồi chốt mũ nha. Mũ giá rẻ, có mũ kết nè, mũ tròn nè. Rồi có mũ kiểu cho mấy chị luôn. Rồi chia sẻ like lên nhiệt tình giùm em nè mấy chị ơi. Ý là em nói hôm nay thấy ít người xem á. Hello chị Minh Kim. Rồi chia sẻ like liền giùm em nha mấy chị ơi. Rồi chia sẻ like liền giùm em nha mấy chị ơi. Chốt mũ cái nón này 39.000. Chốt giá 39.000 dành cho chị nào có chia sẻ like. Về cái nón rộng này là 49.000 dành cho chị nào có chia sẻ like nha. Đó, rất là cưng luôn mấy chị ơi. 49.000 là cái này, còn loại kết á là em sẽ lên đồng giá 39.000 hết cho mấy chị luôn. Dành cho chị nào có chia sẻ like nha mấy chị ơi. Đó, chia sẻ like nhiệt tình giùm em luôn mấy chị ơi. Mất tương tác hay gì đó, hôm nay em thấy yếu yếu sao. Rồi chia sẻ like liền giùm em nha. Bắt đầu em lên mũ trước nha mấy chị ơi. Dành cho chị nào có chia sẻ like nha. Cái này là em bán em đổi tương tác thôi, chứ cái này không có lời trong này hết. Rồi lên nha mấy chị ơi. Nè có rất là nhiều loại luôn. 39.000 dành cho chị nào có chia sẻ like. Đẹp lắm luôn mấy chị ơi. Nón này nè, dễ thương cực kỳ luôn. 39.000 dành cho chị nào có chia sẻ like. Rồi ai lấy cái mẫu này chốt em nâu luôn nha mấy chị ơi. Chất của nó dạng như là chất dạ vậy, beo đẹp beo xịn luôn nha. Nón này mà giá chỉ có 39.000 thôi, cực kỳ là rẻ luôn nha mấy chị ơi. Đó, chỉ còn chia sẻ like dùm em là mình chốt mấy cái nón này giá cực kỳ là rẻ nha mấy chị luôn nha. Rồi 39.000 ai lấy nâu rồi chốt nâu 39 dùm em nha mấy chị ơi. Nâu giá 39.000. Chia sẻ like dùm em mới được nha, tại vì cái này á bán lấy tương tác thôi mấy chị ơi nha. Chị Mạnh Tú xuyên màu nâu. Mạnh Tú xuyên màu nâu nè.
Mạnh Tú Xuyên nâu. Rồi ai lấy nâu chốt nâu, em nâu có hai cái nha. Giá B19.000 dành cho chị nào có chia sẻ like nè mấy chị ơi. B19.000 dành cho có chia sẻ like nha. Nâu B19 của Nè Nè luôn. Chia sẻ like là được nha mấy chị ơi. Cái này em bán đổi luật tương tác thôi à. Nâu của Nè Nè này em. Nè Nè nâu. Rồi cái này chốt em mẻ đen. Mẻ đen nha mấy chị ơi. Nè beo xinh luôn, rất là xịn luôn nha. 39.000 chốt em mẻ đen. Đen B9 nha. Đen B9, ai lấy chốt đen. Rồi đẹp, xịn đẹp cực kỳ luôn. Cái vành của nó là cái dạng như là nhựa này dạng như là nhựa dẻo mấy chị ơi. Đẹp xuất sắc cho em luôn nha. Chốt em mẻ đen là 39.000. Chị nào có chia sẻ like là được nha. Em bán hàng là chuẩn hàng của nó, nhưng mà giá siêu rẻ mấy chị luôn nha. Rồi cái này chốt em đen nè. B9 đen nha mấy chị ơi, đen. Đen nha. Chia sẻ rồi nha. Dạ rồi, cảm ơn chị Hoa Bằng Lăng Nguyễn nha chị ơi. Chia sẻ like nhiệt tình giùm em nha. Rồi này chốt mẹ trắng giùm em nè. Phía trước là đính đế nha. Đính đế chốt mẹ trắng B9.000 giùm em. Trắng nha mấy chị ơi. B19.000 chốt mẹ trắng. Rồi đẹp lắm luôn. Đen của chị Trịnh Minh Nguyệt đen nè. B19.000 chị Trịnh Minh Nguyệt đen. Rồi cái này chốt mẹ trắng giùm em nha. Trắng B19.000 áp dụng chia sẻ like. À lấy thì chốt trắng giùm em nha mấy chị ơi. Trắng chia sẻ like giùm em là được nha. Đó, chốt mẹ trắng 39.000. Hàng này là hàng xịn nha mấy chị ơi. Hàng này là hàng xịn cực kỳ luôn nha. Người ta lấy sỉ vô cũng không được giá này luôn á. Chia sẻ like là được nha mấy chị ơi. Minh Thư trắng nè. Chụp em tay Minh Thư chị nha. Minh Thư trắng nè. Chia sẻ like giùm em ơi chị. Biển nhiệt đới ơi, mới chốt giá 39.000 được nha chị ơi. Minh Thư em ghé lấy em. Ok em nha Minh Thư ơi. Trắng chị Phượng Ruby luôn. Minh Thư nè, chị Phượng Ruby nè. Chia sẻ like giùm em nha mấy chị ơi. Rồi chốt giùm em mẻ số 1. Mẻ 1 đính đế phía trước, chốt em mẻ 1 nha mấy chị ơi. 39.000 chốt em mẻ số 1. Em hết trắng rồi nha. Cái này chốt mẻ 1 giùm em nè. Dành cho chị nào có chia sẻ like. Chốt mẻ 1 giùm em nha. Beo đẹp, beo rỉ. Mẻ 1. Mẻ 1 nha mấy chị ơi. Mẻ 1. Ok chị Linh Nguyễn nè. Chị Linh Nguyễn này ở đâu ta? Chị Linh Nguyễn cho lại giúp em cái số điện thoại luôn chị Linh ơi. Ở đâu em? À chị Linh Nguyễn là chị Nguyễn Lý Đan Linh đúng không chị ơi? Đúng thì ok giùm em nha. Mẹ một của Ngọc Yến nè em. Mẹ một của Ngọc Yến nè. Mẹ một của Ngọc Yến. Nón rộng vành này là 49.000. Chị Linh Nguyễn là chị Nguyễn Lý Đan Linh nè. Đi tới ai rồi ngon? Ngọc Yến, chị đây, cái đây của chị Nguyễn Lý Đan Linh. Nón là 49.000 bao giá luôn. Em bán đổi luật tương tác thôi nha. Cho nên cứ chia sẻ like giùm em là được. Nón này rất là xịn luôn mấy chị ơi. Em có một cái rồi. Dễ thương cực kỳ luôn. 49.000, nón rộng vành là 49 nha. À lấy 49 này chốt 49. Cái này chất dẹ mấy chị ơi. Chất dẹ cái này nó hơi dính long long, mấy chị gỡ ra giùm em nha. Dẹ. Rồi cái nón này em có màu đen, màu xám hai màu. Chị lấy chốt mẻ 2 kèm màu, mẻ 1 em hết rồi nha. Nón này ai lấy chốt em mẻ số 2 kèm màu. Trời gì ta? Màu xám với màu đen hai màu nha mấy chị ơi. Nón này chốt giùm em mẻ số 2 kèm màu. Xám với đen hai màu chốt mẻ 2 kèm màu. Chị biển nhiệt đới là lấy nón rộng vành đen cho em địa chỉ luôn, địa chỉ số điện thoại luôn chị ơi. Em ở gần bến xe phía Bắc Nha Trang nha chị Nhung ơi, Nhung Neto. Chị biển nhiệt đới nè em. Biển nhiệt đới. Cho em địa chỉ số điện thoại luôn nha. 49.000. Biển nhiệt đới. Chị Minh Kim. Chị Trịnh Minh Nguyệt. Minh Kim với lại Trịnh Minh Nguyệt nha em, hai cái đó. Dạ rồi, em cảm ơn chị Biển Nhiệt Đới nè. Rồi em hết nón 49 rồi nha. Rồi mẻ số 2 màu xám của chị Hoa Bằng Lăng Nguyễn. Rồi em số 2 còn màu đen nè mấy chị ơi. 49 em hết rồi nha, mũ này là 39.000. Số 2 39.000, em có màu xám, màu đen hai màu. Em màu xám của chị Hoa Bằng Lăng Nguyễn đúng không em? Ơ. Đúng rồi, màu xám của chị Hoa Bằng Lăng Nguyễn. Em còn màu đen, chốt em mẻ số 2 màu đen, mẻ 1 hết rồi nha Kim Nghe ơi. Màu xám chị Hoa Bằng Lăng Nguyễn này. Rồi số 2 em còn màu đen. Ok chị Minh Kim nha chị.
Rồi cái này mẻ số 2 còn màu đen nha, A đen là chốt đen 39.000, mẻ số 2 còn màu đen. Mẻ 2 còn màu đen nha, A lấy chốt em mẻ số 2 màu đen. Đen 2 của Lê Ngọc Anh Thi. Đen 2 của Lê Ngọc Anh Thi. Rồi chốt em mẻ hồng. Chị Hoa Bằng Lan Nguyễn có số thoại ghé đi em. 39.000 chốt em mẻ hồng. Chốt em mẻ hồng nha mấy chị ơi, mẻ hồng 39.000 mẻ hồng, phía sau nó có ba thun. Cái này rất là cưng luôn. Quả xịn đẹp nha mấy chị ơi. 39.000 chốt em mẻ hồng, chị nào có chia sẻ like lại được nha. Đúng rồi nha chị Minh Kim ơi. Số 2 đi em hết luôn rồi nha, hai đen của Lê Ngọc Anh Thi. Chị thấy có cái bị Lê Ngọc Anh Thi sẵn thì à, đổi giá tiền thôi. Đầm mặt là dài nha, Ngọc Hiếu Võ có màu đen với lại màu màu đen với màu vàng hai màu. Chị còn đơn, dạ có một đơn là em đã gửi rồi, còn một cái đơn sau này em chưa gửi nha chị Kim Vy ơi, em đang dồn lại cho chị nha. Đơn trước em lỡ em gửi rồi, đơn sau cũng nhiều nhiều đồ á, nhưng mà em dồn lại cho chị nha chị Kim Vy Nguyễn ơi. Có gì chị chọn thêm đi, rồi đơn này chuyển khoản cũng được nha chị. Hồng của Nene 39. Đầm em mặt dài như thế này nha, có màu đen với màu vàng hai màu, 40 đến 60 kg men vừa luôn. Rồi chốt em mẻ số 5 mấy chị ơi, chốt em mẻ 5, 39.000 mẻ 5, hoa là hoa theo nha. 39.000 chốt em mẻ 5. Dạ rồi ok chị Kim Vy Nguyễn nè. Rồi cái này chốt em mẻ 5 nha, 39.000 mẻ 5, phía trước là theo. Phía trước là theo giùm em nha. Mẻ 5, 39.000 mẻ 5 giùm em nè. A lấy chốt em mẻ 5, 39.000 mẻ 5. Mẻ 5 em có màu trắng, màu đen hai màu. Mẻ số 5 kìm màu. Số 5 màu đen của chị Biển Nhiệt Đới màu đen nè, chị Biển Nhiệt Đới màu đen. Rồi em còn trắng đen hai màu giùm em nha, trắng đen hai màu của chị ơi. Phía sau đầm chị mặc phía sau là như thế này nha Ngọc Hiếu Võ, màu vàng màu đen hai màu. Có một xong mũ là chị lên quần nha em Hè My ơi. Chị Kem mít 58 nha, 5 màu trắng. Đưa màu đen qua em, màu trắng nè. Rồi số 5 trắng đen hai màu nha. A lấy chốt em mẻ số 5 kìm màu 39.000. Ở trước là theo giùm em nha. Ở trước là theo luôn mấy chị ơi. Mẻ số 5 kìm màu giùm em nha, 39.000 mẻ 5 kìm màu. Chị lấy chốt mẻ 5 kìm màu, 39.000 mẻ 5 kìm màu nha. Trắng đen hai màu. Đầm em mặc là có màu vàng với lại màu đen hai màu, dáng dài. Đầm 60 kg vừa nha chị Xuân ơi, 60 kg vừa nha. Đầm em mặc là phía sau nó như thế này nha mấy chị ơi. 135.000 một đầm. Đen vàng hai màu. Rồi chốt em mẻ hồng nha mấy chị ơi. Sau lưng đó mình cột nơ lại nó cũng chia hết nha. Dạ rồi chị Biển Nhiệt Đới đổi qua đen tụi em. Màu đen mẻ số 5 đúng không? Chị Biển Nhiệt Đới màu đen nè. Dạ rồi đổi qua rồi nha chị. Ở sau cột nơ nó cũng chia hết nha, như em mặc eo ống phía sau rồi nó cũng chia nè. Cột cái nơ lại nha. Rồi cái này chốt em mẻ hồng 39.000 hồng nha mấy chị ơi. Toàn bộ phần trước là chữ nó theo nổi lên trên hết luôn. Chốt em mẻ hồng giá 39.000 hồng. Hồng B9 nha, chia sẻ like giùm em nha mấy chị ơi. Chốt liền giùm em hồng B9 chị Hoa Bằng Lan Nguyễn này. Hồng B9 chị Hoa Bằng Lan Nguyễn. Rồi chốt giùm em đỏ, màu đỏ đô. Rồi cái này chốt giùm em đỏ đô nha, đỏ đô. Trời ơi, rất là xịn luôn, bên trong có lót nè. Bên trong lót luôn nè. Đỏ đô 39.000 đỏ đô, A lấy chốt đỏ đô. Mấy cái này re shop mua mắc lắm luôn mấy chị ơi. Chốt em đỏ đô B9.000 có cục lông đây. Cái này mình cho con mình đội cũng được luôn nha. Cho con mình đội cũng được nè. Đỏ đô giùm em nha. Ai lấy đỏ đô chốt đỏ đô B9 đỏ đô. Hồng nãy còn cái nè. Hồng của chị A chốt hồng nữa nè. Hồng của chị Nguyễn My hồng. Chị Nguyễn My là ghé đúng không? Chị Nguyễn My màu hồng. Nguyễn My hồng nè. Rồi chốt em mẻ đen, đen. Đỏ đô của chị Nguyễn Khánh Việt. Nguyễn My ơi chia sẻ like giùm chị nha em ơi. Chia sẻ like mới chốt giá này được nha. 39.000 là em còn tương tác với chị ơi. Chị Nguyễn Khánh Việt ơi, chị chia sẻ like giùm em nha chị. Rồi cái này chốt em mẻ đen 39.000 áp dụng chia sẻ like nha mấy chị ơi.
39.000 áp dụng chia sỉ like, chị nào lấy thì chốt dùm em đem mà về chia sỉ like dùm em luôn. Hồng còn không chị? Hồng đó hình như hết rồi Nene ơi, hồi nãy chị em có 1 cái rồi á. Hồng nãy em có 1 cái rồi mẹ Nene. Rồi đen chị An Lành, đen B9 chị An Lành. Rồi cái này chốt em mẹ số 10. Rồi đợi xíu em, cái này chốt em mẹ 10 nha. Mẹ 10 có like nha, mũ là một ít thôi, mũ gần hết rồi mấy chị ơi, em chuyển qua hàng khác liền luôn á. Chuyển qua quần thể thao rồi áo rồi liền luôn á. Rồi này chốt em mẹ số 10 nha. Ở trước là đính đá nè. Đính đá rồi mũ nó hơi kim tuyến màu hồng. Chốt em mẹ số 10, 39.000 mẹ 10. B9.000 mẹ 10. Nè là hồi nãy có cái hồng rồi, là hết hồng đó rồi nha em. Rồi hồng này chốt em mẹ 10, 39.000 mẹ số 10. B9.000 mẹ 10 mà em nha. Chốt này mẹ 10 mà em nè. Hồng đế này mẹ 10 của Nene nha. Hồng đế mẹ 10 của Nene. Rồi cái này chốt em mẹ số 1. Mẹ 1 nha mấy chị ơi, B9.000 mẹ 1. Nene em lấy cái này nè, cho hai vé đội nè. Cái này có 2 cái. Cái này chốt em mẹ số 1, B9.000 mẹ 1. Nó gần hết rồi nha, chuẩn bị em chuyển qua hàng khác nè. Cái này chốt em mẹ số 1 luôn, mẹ 1 nha mấy chị ơi. B9.000 mẹ 1, bên trong có lót rất là xịn luôn nè. Bên trong có lót rất là xịn luôn nha mấy chị ơi. Mẹ 1 chị Trang Nguyễn 2 nè em, chị Trang Nguyễn 2. Rồi cái này chốt em mẻ 1 nha, B9.000 mẻ 1. Rồi dễ thương lắm luôn, bên trong lốt rất là xịn luôn. Mày có B9.000 à, siêu rỉ nha mấy chị ơi. Chị Linh Nguyễn mẻ 1 luôn nè em, chị Linh Nguyễn mẻ 1. Rồi em hết mẻ 1 rồi nha. Mũ người lớn nhưng mà cho con mình đội cũng được nha. Rồi cái này mẻ số 5 em còn màu trắng màu đen hai màu, ai lấy thì chốt em nha. Mẻ số 5 màu trắng, mẻ số 5 màu đen, chị nào lấy nón này chốt em mẻ số 5 kìm màu. Phía trước của nó là hoa thêu nha mấy chị ơi. Phía trước là hoa thêu giùm em nha, mẻ 1 em hết. Rồi này chốt em mẻ số 5 kìm màu nha, trắng đen hai màu, màu trắng nè. Màu đen là nha mấy chị ơi. Trắng đen hai màu, phía trước là hoa thêu giùm em nha. Chốt mẻ 5 kìm màu. Nãy mũ dạ rồi ok chị Trần Hương này. Bả đô thì Trần Hương. Chị Trần Hương B9. Trần Hương B9 rồi. Mì ngon cái này em lòng lại, em bỏ chung một bịch nha, bỏ về kia. Rồi em lên hàng khác nha mấy chị ơi. Mẹ, em còn mẹ số 5 thôi nha, nó là còn cái mẹ số 5 này thôi à. Rồi lên quần thở theo nha mấy chị ơi. Quần là đồng giá 95.000, hàng rất là xịn luôn nha. Quần là 95.000, form 40-60kg men vừa. Quần giùm em nha mấy chị ơi, 40-60kg men vừa, giá 95.000. Nón là em hết rồi nha chị Kim Chi ơi, bây giờ em lên quần nha. Quần 95.000, chia sỉ like giùm em nha mấy chị ơi. Hàng này rất là đẹp và rất là rỉ luôn nha. Phải beo đẹp cho mấy chị luôn, giá 95.000. Quần này em ống có bo luôn nha mấy chị ơi. Quần sọc và ống có bo, vải rất là xịn luôn. Vải dày dặn chất rất là xịn luôn nha. Quần này em có màu luôn, đợi em xíu. Đầm này 135.000 nha, đầm túi hộp nè. 135 chị lấy đầm này chốt giùm em nha. Đây nha Ngọc Hiếu vỏ phía sau đây. 135.000 đầm này đầm túi hộp, vải beo đẹp luôn, form 57-58kg trở lại men vừa giùm em mẫu này nha. Có hai cái túi hai bên nè mấy chị ơi. Rồi đầm này một cái duy nhất, ai lấy thì chốt em là đầm túi hộp nha. Đầm túi hộp một cái duy nhất 57-58kg lại men vừa. Mặc xong rồi rút dây ngang eo giùm em nha. 135.000. Rồi đầm này là màu xám xanh nha. Quần chị Liên Kim một cái quần nè. Quần đó em có màu luôn chị Liên Kim, đợi em lên màu rồi chọn luôn nha. Rồi cái này màu xám xanh 135.000 xám xanh nha. Form 55-56kg lại men vừa xám xanh 135. A à, lấy thì chốt xám xanh giá 135.000 giùm em nha. Xám xanh 135.
Rồi màu kè phơ sữa 1B5 dùm em đâu nha. Đó, còn hai mẫu phía trong rồi hôm qua em có like rồi. Cái vàng này còn cái cuối cùng phơm 40 đến 60 kg men vừa nha. Đó, 1B5. Rồi quần này 95.000 em có màu luôn nha, từ 40 đến 60 kg men vừa dùm em luôn. Có màu, quần này lên beo dễ thương luôn nha mấy chị ơi, chất vải siêu dày dặn, hai bên của nó là có hai túi hai bên luôn. Giá 95.000 có sọc đen nè. Sọc đen nha mấy chị ơi, sọc đen nè. Sọc màu kè phơ sữa, rồi quần rất là xinh, rất là đẹp luôn nha mấy chị ơi. 60kg trở lại men vùi em, quần nóng bò dưới nè, vải nè mấy chị ơi, siêu xịn siêu đẹp luôn nha. Giá 95.000 có hai túi hộp hai bên dùm em. Sọc đen, sọc màu kè phơ sữa. Sọc đen, sọc kè phơ sữa. Sọc trắng 95.000 quần thôi nha mấy chị ơi. Sọc trắng dùm em nè. Sọc trắng luôn. Rồi cái vàng 1B5 cho Ngọc Hiếu Võ nè. Vàng 1B5 Ngọc Hiếu Võ nha em. Vàng này ok em chị nè. 1B5 Ngọc Hiếu Võ, màu vàng 1B5. Rồi quần này em có sọc trắng, sọc kè phơ sữa, sọc đen, sọc màu sọc này sọc màu gạch nha mấy chị ơi, màu gạch nè, màu gạch. Màu gạch giùm em nha. Form 60kg lại men vừa màu gạch. Vải dày dặn beo đẹp luôn bí lì ơi, nhận hàng là ưng liền luôn nha. Sọc hồng. Sọc đen cho chị hẹp bụi nhỏ một cái sọc đen nè. Chị hẹp bụi nhỏ một cái sọc đen. À lấy nó thì béo em nha mấy chị ơi. Sọc đen, sọc hồng, sọc màu gạch với lại sọc màu trắng, giá 95.000, sọc kẹp phơ sữa chị Liên Kim. Bộ xanh treo là gì vậy? Dạ rồi đợi em tí nè. Chị hẹp bụi nhỏ nè em, sọc đen hẹp bụi nhỏ. Em coi cái xanh đi chị, ok Ngọc Hiếu Võ này, bí lì sọc đen luôn. Rồi bí lì sọc đen luôn nè. Bí lì sọc đen luôn, chị Ngọc Thúy sọc đen. Bí lì sọc đen, chị Ngọc Thúy sọc đen nè. Vải beo dày dặn luôn nha Thảo An ơi, chất của nó cực kỳ dày dặn, nhận hàng là ưng liền luôn nha. Chị Ngọc Thúy này em, sọc đen Ngọc Thúy luôn. Rồi ai lấy thì béo em nha, sọc đen 95.000 một quần, nhận hàng ưng ý liền luôn, chất siêu đẹp giùm em nha. Đầm xanh đây nha em ơi. Vải beo đẹp mấy chị ơi, có 95.000 beo giá luôn nha. Cực kỳ rẻ. Rồi đầm xanh đây nha, đầm xanh 135.000 đầm xanh, mặt xong rồi có dây cột ngang eo như thế này. Mặt xong có dây cột ngang eo nha, cột phía trước lại nè. Đó đầm xanh này dùm em nha, cổ là cổ vuông. Đầm này cổ vuông nha, nút một bên, vải beo đẹp luôn, giá 135.000. Giờ lấy đầm xanh, chốt em đầm xanh 1B5 nha quý chị ơi. Đó đầm xanh này cổ là cổ vuông dùm em nha. Cái này không phải vải thun đâu nha chị ơi. Dạng như là vải đuổi mà chất đuổi rất là dày nha. Rất là dày dặn và rất là xịn luôn nha mấy chị ơi, không phải thun nha, mẫu này không phải thun. Vậy như là kaki mà kaki đuổi á mấy chị ơi, nó dày dặn mà nó đẹp cực kỳ luôn nha. Có 95 một quần thôi em beo giá luôn. Sọc em vừa nha Thúy Lập ơi. Rồi đầm xanh này, lấy chút em xanh nha, 135.000 xanh. Sọc trắng cho Thúy Lập nè. Rồi ok em Ngọc Hiếu Võ, thêm cái đen chị đang mặc luôn. Sọc trắng cho Thúy Lập nè em, 95.000 sọc trắng cho Thúy Lập. Cái đen đang mặc của Ngọc Hiếu Võ. Cái đen đang mặc Ngọc Hiếu Võ. Rồi chia sẻ like dùm em nha mấy chị ơi. Quần chị nào lấy thì bé dùm em nha. Giá cực kỳ là rẻ luôn. Có 95.000 thôi à. Nè, đầm đen của Ngọc Hiếu Võ luôn. Chia sẻ like giúp em nha mấy chị ơi. Chia sẻ like dùm em. Đầm này dạng đầm cổ sơ mi, vải beo dày dặn beo đẹp luôn. 57-58kg trở lại men vừa, giá 1B5 dùm em nha. Đầm này dạng đầm sơ mi 135.000. Rồi quần sọc này chị nào lấy nữa chốt liền giúp em nha. Đó sọc màu kè phơ sữa nè mấy chị ơi, beo đẹp luôn. Cái quần này mấy chị nhận hàng sẽ ưng ý liền luôn. Mấy chị nhìn vải của nó nè, chất rất là xịn luôn nha. Dưới ống là có bo luôn mà giá có 95.000 quần, cực kỳ rẻ dùm em nha. Sọc màu kè phơ sữa nè. Rồi sọc này kè phơ sữa chị Nhung Nguyễn nè. Chị Nhung ơi cho em địa chỉ luôn nha Nhung. Rồi chị Nhung Nguyễn em chụp số điện thoại nha. Nhung Nguyễn nè cho em địa chỉ luôn.
Chị Thảo An là ok, Thảo An dồn đơn sọc đỏ, sọc đỏ này với lại sọc cà phê nè, 95.000 sọc đỏ với sọc cà phê cho Thảo An. Thảo An, Thảo An hai màu, đầm 60kg dạ có luôn chị Lan Vũ. Rồi đỏ với lại màu cà phê dồn đơn Thảo An, chụp MP Thảo An luôn em. Rồi quần em còn sọc màu hồng nè, quần em còn sọc hồng. Sọc hồng này kiểu nó khác hơn mấy cái quần kia. Sọc này sọc hồng giùm em nha, sọc hồng. Sọc hồng. Rồi sọc đen còn nha, 95.000. Ai lấy sọc đen thì bé sọc đen em giá 95.000. Bao xịn bao đẹp luôn nha mấy chị ơi. Đẹp cực kỳ giùm em nha. Trời ơi, chất đẹp lắm luôn mấy chị ơi, có 95.000 quần thôi. Ai lấy chốt sọc sọc đen giùm em nha. Sọc đen 95.000 sọc đen. Sọc đen 95.000 sọc đen. Rồi set đầm giùm em nè, rất là đẹp luôn. Sọc đen của Nhung Lê, sọc đen 95.000, mấy chị nhận hàng ưng ý liền luôn nha. Nhận hàng là ưng liền luôn, quả đeo đẹp giùm em nè. Rồi Nhung Lê sọc đen, chị Thảo An sọc hồng luôn. Dạ rồi em cảm ơn chị Nhung Nguyễn nè. Nhung Nguyễn chụp em. Rồi Nhung Lê sọc đen nè em, Nhung Lê sọc đen. Sọc hồng của chị Thảo An sọc hồng luôn. Ok em chị biết nè, Nhung Lê là trà lý, biết rồi em. Nhung Lê. Rồi cái này của Thảo An nha em, Thảo An sọc hồng. Rồi ai lấy sọc đen thì chốt giùm em nha. 95.000 cực kỳ rẻ và đẹp luôn mấy chị ơi. Quần bao xịn nha. Nhận hàng là ưng ý liền, em bao giá luôn 95.000. Rồi cái set đầm này nó gồm một cái đầm này gồm một cái đầm bên trong và một cái áo khoác là áo len bên ngoài. Đầm này dây có điều chỉnh cao thấp giùm em luôn. Đầm này dây có điều chỉnh cao thấp nha mấy chị ơi. Giá 125.000 nguyên cả set. Trời ơi bao đẹp luôn mấy chị ơi. Một dạ ok chị Liên Kim nè, sọc hồng. Rồi set này gồm một cái đầm hai dây như thế này giùm em nha, vải bao đẹp luôn mấy chị ơi. Có điều chỉnh cao thấp và một cái áo len lưới ở ngoài như thế này. Bao xịn luôn nguyên cả set, giá là 125.000 nguyên cả set nha. Ai lấy chốt set 125 giùm em nè. Đó, nó gồm cái đầm hai dây với lại một cái áo len như thế này nha mấy chị ơi. Áo len lưới nè, vải bao mịn bao đẹp luôn. Chất rất là mịn, rất là đẹp luôn giùm em nha. Một cái đầm hai dây bên trong, một cái áo này bên ngoài, 125.000 nguyên cả set luôn mấy chị ơi. 125 nguyên cả set. Về form 57 58 kg trở lại men vừa giùm em. 57 58 kg lại men vừa mấy chị ơi, cả set luôn 125. Ai lấy chốt set giùm em nha. Giá 125.000 nguyên cả set. Bao đẹp luôn mấy chị ơi. Kẻ set của nó là giá 125 nha, nguyên set luôn. 56 57 kg lại men vừa giùm em. Kẻ set 125 nguyên kẻ set. À lấy chút em set nha. Cái này chỉ có 2 set thôi mấy chị ơi. Bao đẹp luôn. Đầm bên trong dây có tăng đơ điều chỉnh cao thấp giùm em luôn nha. 125.000 nguyên kẻ set. Cái này mấy chị mặc rồi cũng được luôn. Mấy chị không thích mặc chung mấy chị mặc rồi cũng được luôn nha. Đó, mặc cái áo riêng, mặc cái đầm riêng giùm em luôn. Rồi giá 125 nguyên kẻ set nha. Chị lấy set này chốt em set 125. Set 125 giùm em, 125. Dạ đúng rồi, hàng này hàng Quảng Châu á chị. Chị Nguyên Trần hồi hàng Quảng Châu. Này thấy đi ra biển, bữa nay là ở Nha Trang mình là thấy khách Trung Quốc nhiều lắm luôn á. Ra biển là thấy. Bước ra đường là thấy. Rồi set 125 giùm em nha. À lấy chốt em set 125.000 kẻ set. Rồi em qua mẫu quần khác cho mấy chị nè. Chia sẻ like giùm em nha mấy chị ơi. Rồi quần 95.000 giùm em nha. 95.000 một quần. Rồi màu kem này form 55-56kg lại men vừa. À lấy kem chút em kem. Có một màu nha chị. Có một màu nha Lợi Nguyễn ơi. Một màu mà em. Rồi 95.000 chốt em quần kem 95 form 55-56kg lại men vừa. Chỗ này là chữ thêu giùm em nha, dạng như là vải kaki đuổi á, rất là đẹp luôn á chị ơi. Rất là mềm, rất là đẹp, hàng vải xịn cực kỳ luôn nha. Giá 95.000 chốt em màu kem đất 95. Màu kem đất giá 95.000 giùm em nha, kem đất 95. Rồi màu hồng 95 luôn á chị ơi, hồng 95. 55-56kg lại men vừa quần này. Chốt em là hồng giá 95.000, hồng có hai túi hai bên, chữ là chữ thêu mà em nha. Vải bao đẹp luôn mấy chị ơi. Chốt em hồng 95, kem đất 95.
Rồi màu nâu 95.000, màu nâu giùm em luôn. Nâu 95.000. À lấy chốt giùm em nha. Nâu 95 luôn mấy chị ơi. Chữ là chữ thêu nè, vải beo đẹp beo xịn luôn mấy chị, yên tâm chất vải giùm em nha. Giá 95.000 một quần. Rồi màu màu cà phê sữa, màu hồng, màu kem đất, màu trắng này mấy chị ơi, 95.000 quần. 95.000 quần giùm em nha. Trắng này ống của nó có bo nha mấy chị ơi, trắng này ống bo. Vải beo đẹp luôn, trắng ống bo giùm em nha. À lấy trắng chốt trắng, giá 95.000 màu trắng. Trắng 95 nha mấy chị ơi. Trắng 95 giùm em nha. À lấy trắng chốt trắng, giá 95.000. Vải đẹp cực kỳ luôn nha mấy chị ơi. Màu trắng của nhung lê màu trắng nè em. Nhung lê màu trắng 95. Rồi a lấy nó béo giùm em nha, có màu đen nữa nè mấy chị ơi, màu đen luôn. 95.000 beo rỉ beo đẹp. Màu đen là quần có bo, màu đen quần có bo, vải đẹp xuất sắc. Màu đen quần có bo giùm em nha. Rồi màu nâu của chị Thảo An màu nâu nè. Chị Thảo An màu nâu. A lấy nâu nữa chốt nâu giùm em nha. Nâu của chị Thảo An màu nâu nè. Thảo An màu nâu nè. A lấy nâu nữa béo nâu giùm em nha. 95.000 quần chốt đẹp cực kỳ luôn mấy chị ơi. Đen của chị Liên Kim màu đen. Chị Liên Kim màu đen. Rồi đen trắng nâu. A lấy thì béo giùm em nha mấy chị ơi. Rồi đen nhung lên màu đen đưa màu trắng này chị em, nhung lên màu đen nè. Rồi đen trắng nâu hồng kem đất, ai lấy nó béo giùm em nha. Màu trắng này ống có bo nha mấy chị ơi, màu trắng này ống có bo giùm em nè. Màu trắng, màu trắng giùm em nha. Ai lấy trắng chốt trắng, trắng em còn nha. Rồi đẹp lắm luôn mấy chị ơi, màu trắng này form 57-58 ký trở lại cũng vừa luôn. Màu đen nữa nè, màu đen là ống không bo, 56-57 ký lại men vừa giùm em nha. Rồi a lấy chốt em nha mấy chị ơi, chữ là chữ thêu hết luôn. Rồi quần là 95.000 nha. A lấy quần chốt em quần kìm màu. Quần 95. Mấy nàng lẻ đúng không? Rồi màu xám xanh. Đen là đen, chị lấy cái, cho em cái đen là có bo nha Nhung Lê ơi. Lấy cho em cái đen có bo nha. Còn chị có loại đen không bo luôn á. Rồi chốt em màu xám xanh 57-58 ký lại men vừa. 57-58 ký lại men vừa. Cái này nó chạy vừa màu trắng, vải beo đẹp luôn, dạng như kaki đuổi á, vải beo đẹp luôn nha mấy chị ơi. Chữ là chữ thêu giùm em nha. Rồi chốt em màu xám xanh 95.000 xám xanh. Quần ống bo 95.000 xám xanh giùm em nha. Chốt em xám xanh 95. Quần là ống có bo ở dưới luôn mấy chị ơi. Vải này mua là yên tâm nha, beo đẹp luôn. Chữ là chữ thêu giùm em nè. Rồi chốt em xám xanh, giá 95.000 màu xám xanh. Một cái duy nhất màu xám xanh nha. Giá 95, a lấy chốt xám xanh giá 95. Rồi màu xanh min giùm em nha mấy chị ơi. Form 57-58 ký trở lại men vừa màu xanh min. Rất là đẹp luôn mấy chị ơi. Chốt liền giùm em màu xanh min nha. Giá 95.000 màu xanh min. Xám xanh của chị Ngọc Thúy xám xanh. Chị Ngọc Thúy xám xanh. Đen không bo của chị Nhung Đinh. Đen không bo của chị Nhung Đinh nha chị. Đen không bo nè. Đen không bo chị Nhung Đinh. Chị Nhung Đinh nè em. Rồi chốt em xanh min giá 95.000. Xanh min mấy chị ơi, 95.000. Rồi beo đẹp luôn, ống của nó nè. Beo đẹp luôn nha mấy chị ơi. 57-58 ký lại men vừa luôn. Hai túi hai bên rất là đẹp. Giá 95.000. Xanh min của chị Thảo An xanh min. Chị Thảo An xanh min nè. Rồi chị Trịnh Minh Nguyệt lấy xanh min này được không chị ơi? Cái viền này nó có chữ được không chị? Lấy cái này thì ok giùm em nè. Cái mẫu kia thì cái viền của nó là viền trơn, còn này viền chữ nha chị. Lấy cái này thì ok giùm em nè chị Trịnh Minh Nguyệt ơi. 95.000 lấy cái này thì ok giùm em nha. Beo đẹp luôn á. Có 95.000 quần thôi mấy chị, nhận hàng có ý liền luôn nha. Chất vải cực kỳ là xịn luôn mấy chị ơi. Có 95.000 quần thôi nha mà vải xịn lắm. Rồi lấy thì ok giùm em nha chị. Cái này 95.000. 95.000, không thì a lấy chốt giùm em mã số 10. Mã số 10 95.000 mã 10 nha. Xanh minh còn loại này mã 10. Vải là vải đẹp lắm luôn nha chị Hiền Nguyễn ơi, vải đẹp nha chị Hiền. Vải nè. Ok chị Trịnh Minh Nguyệt không lấy cái này. Chị mã 10 của chị Phương Bắp. Chị Ngọc Thúy ơi, xanh minh. Xanh minh từ từ em lên mẫu này chị coi thấy được hay không nha.
Tại vì xanh minh mà xanh minh hồi nãy trơn là em hết rồi. Trắng này nha chị, nói chung là vải đẹp nha. Trắng này ống có bo, 95.000 quần ống có bo. Và phơm 57-58kg lại mang vừa cái trắng này. Đẹp lắm luôn nha. Rồi chị Ngọc Thúy coi cái màu này được không? Mẫu này xanh minh còn mẫu này. Mẫu này chốt em mẻ số 1. Mẫu này chốt em mẻ 1. Rồi phơm 40-60kg mang vừa, chốt em mẻ số 1. Mẻ 1 này màu xanh minh và nó có 2 túi hộp phía trước. Có hai túi hộp phía trước giùm em nha, hai túi phía trước nè. Về nó có chạy viền. Dạ chân váy chị ráng đợi em tầm chắc là đầu tuần sau á chị Linh Nguyễn ơi. Em đang chân váy chuẩn bị về hàng rồi. Mẻ 1 cho Phương Bắc, mẻ 1. Mẻ 1 cho Phương Bắc. Rồi ai lấy nó chốt giùm em nha, mẻ số 1. Chị nào lấy mẻ 1 nữa bé giùm em mẻ 1 nha. Giá 95.000 mẻ số 1. Phương Bắc mẻ 1 nè em, Phương Bắc mẻ 1. Vậy rồi ok chị Linh Nguyễn. Rồi ai lấy mẻ 1 nữa thì chốt giùm em mẻ số 1 nha mấy chị ơi. Mẹ em ngon. Rồi chị Ngọc Thúy mẻ 1. Là cái màu xanh minh hồi nãy chị vẫn lấy hay sao Ngọc Thúy ơi? Ấy nhầm, cái xanh hồi nãy là xám xanh. Chị Ngọc Thúy mẻ 1 luôn nè. Ngọc Thúy nè. Rồi cái xám xanh hồi nãy là chị vẫn lấy đúng không? Xám xanh hồi nãy đẹp lắm á chị, nó có một cái duy nhất à. Rồi ai lấy mẻ 1 nữa chốt em mẻ 1 nha. 40-60kg men vừa mẻ 1. Mẻ 1 giùm em nha mấy chị ơi, mẻ 1. Hả? Bạch Yến Dương mẻ 1 nè. Bạch Yến Dương mẻ 1. Bạch Yến Dương mẻ 1 nè. Rồi ai lấy nữa bé em nha mấy chị ơi, Bạch Yến Dương mẻ 1. Mẻ 1 đẹp cực kỳ luôn mấy chị ơi. Ai lấy nữa thì bé em nha, mẻ số 1. Rồi beo đẹp luôn á. Có 95.000 quần thôi nha mấy chị ơi. Mẹ chất quả của nó rất là xịn luôn. Cái này nó có túi phía trước giùm em nó chạy viền nha. Mẻ 1 còn đúng 2 cái. Chị lấy mẻ 1 rồi chốt em mẻ số 1 nha. Mẻ 1 giùm em nè. Chị Hiền Nguyễn màu trắng xem bên mấy chị nó không có chạy gì hết á ngon à. Hiền Nguyễn nào vậy em? Rồi rồi chụp lại. Chị Hiền Nguyễn màu trắng nè. Hiền Nguyễn màu trắng vừa nha chị Ngọc Thúy ơi. Vừa chị. Chị Hiền Nguyễn màu trắng đi em. Hiền Nguyễn chụp lại em, màu trắng. Rồi ai lấy nó béo giùm em nha. Chụp lại em. Rồi ai lấy nó béo em nha mấy chị ơi. Rồi em lên cái mẻ này. Rồi 40-60kg là men vùi em nha. Rồi cái này ai lấy chốt em màu đen nè. Quần này màu đen, cái nó có chạy viền chữ hai bên và ống là ống có bo. Chạy viền chữ hai bên và ống có bo giùm em nha. Đó, chạy viền chữ hai bên và ống có bo. Rồi 95.000 chốt em này mẻ đen. Mẻ đen 95 nha mấy chị ơi. Viền nè, viền Adidas. Viền Adidas. Đó. Quần là ống có bo luôn. Chốt em mẻ đen nha mấy chị ơi, đen 95.000 mẻ đen. Chị nào lấy đen chốt đen 95 giùm em nha. Đen cho Phương Bắp nè. Đen cho Phương Bắp. Đẹp lắm luôn mấy chị ơi. Quần này lâu lâu mới có, em đặt hàng rất là lâu luôn. Đen cho Phương Bắp, đen cho Nhung Lê, đen cho Bạch Yến Dương. Đen cho Nhung Lê nè em. Nhung Lê nè. Đen cho Bạch Yến Dương. Rồi ai lấy nửa béo giùm em nha mấy chị ơi. Ai lấy nửa béo giùm em nha. Bạch Yến Dương này em, Bạch Yến Dương. Vải beo đẹp luôn nha chị ơi. Vải là yên tâm, dạng như chất keki, keki mà keki đuổi á, nói chung là đẹp lắm. Dày dặn mà chất rất là đẹp, rất là mát nha. Mặt beo dễ chịu luôn. Chị Hoa Bằng Lăng Nguyễn màu đen. Chị Hoa Bằng Lăng Nguyễn màu đen giùm em luôn. Hoa Bằng Lăng Nguyễn màu đen. Rồi em còn vài cái đen nè, ai lấy thì chốt liền giùm em nha. Hoa Bằng Lăng Nguyễn màu đen. Đây nè em. Vải beo đẹp luôn mấy chị ơi. Cái kia mà dạng như xô đuổi trong này nè, beo đẹp dày dặn cực kỳ luôn nha. 95.000. Rồi chia sĩ like giùm em mấy chị ơi. Chốt em mẻ đen nha. Còn vài cái nữa là hết hàng. Hàng này lâu lâu mới có mấy chị ơi, đặt hàng rất là lâu luôn. Rồi chốt em mẻ đen giá 95.000 màu đen nha. Đen 95.000. À lấy đen rồi chốt em đen 95, còn một hai cái nữa là em hết hàng luôn.
À, lấy thì chốt đen 95 ngàn màu đen giùm em nha. Đen 95, đen 95. Ống có bo vải beo đẹp. Mấy chị không lấy là tiếc thiệt sự luôn á. Vải beo đẹp luôn. Có 95 ngàn quần thôi nha. Rồi ai lấy đen thì chốt đen giùm em, giá 95 ngàn màu đen. Đen 95 ngàn nha. Chị nào lấy đen thì chốt đen giá 95 ngàn. Đen 95 giùm em nha, ai lấy chốt đen 95. Rồi áo sơ mi. Sơ mi mà vải mỏng mỏng nè, cái này đang rất là hot hit luôn nha mấy chị ơi. Nè sơ mi mà dạng như vải mỏng mỏng như thế này nè. Rồi 60kg lại men vừa. Đen của chị Cẩm Tiên, Cẩm Tiên Nguyễn nè, cho em địa chỉ số điện thoại chị ơi. Đen thì Cẩm Tiên Nguyễn, cho em địa chỉ với số điện thoại luôn. Cẩm Tiên Nguyễn nè. Rồi áo này em có. Áo này phơm 40 đến 60kg men vừa. Quần cũng vậy luôn nha chị Ngẫu Nhiên ơi. Quần đen hồi nãy cũng vậy nha. Rồi áo này ai lấy chốt liền giùm em, 85 ngàn một áo nha. Rất là xịn, rất đẹp luôn mấy chị ơi. Hàng này đang ngồi mua phải trăm mấy áo. Chất xịn đẹp 60kg đó lại men vừa. Em có màu kem nè. Sau giờ hành chính vậy rồi ok chị nè. Rồi màu xám xanh với màu kem hai màu. Ai lấy chốt em áo sơ mi kèm màu. Cái này em mới lấy ra nó hơi nhăn, cho nên là nhìn cái form của nó ít được xinh nha. Chứ còn mình dạ không có đen như Minh Thư ơi, áo này không có đen nha. Màu kem với lại màu xám xanh hai màu giùm em. 85 ngàn là em bao giá mấy chị luôn. Cứ nhận hàng là ưng ý nha. Cái này là hàng Quảng Châu, hàng nhập, hàng Quảng Châu nha. Chứ không phải hàng Việt Nam mình lên nên mấy chị yên tâm vải đi. Đẹp xịn cực kỳ luôn. Quần thể thao là hồi nãy chị lên hết mẫu rồi nha Jenny Nguyễn ơi. Lên hết mẫu rồi nè. Rồi màu xám xanh, màu kem hai màu giùm em. A lấy chốt em áo sơ mi kèm màu nha. Cái này chỉ cần mấy chị về nhà mấy chị giặt, mấy chị thẳng ra là beo đẹp luôn nha. Kiểu này là nó mỏng, áo này là kiểu vải mỏng nha mấy chị ơi. Nhưng mà nó không phải là nó lộ hoàn toàn, nói chung là beo đẹp luôn á. Mặc vô người mình giống như bây giờ nó đang hot những cái áo sơ mi vải mỏng mỏng vô mà dạng vô lụa mỏng mỏng như thế này, với lại áo thun giấy á, đang rất là hot với những cái áo này luôn. Ok em Jenny Nguyễn nè. Màu gạch. Màu gạch nè. Đúng không? Màu gạch này đúng không em ơi? Màu đen với cái màu gạch này đúng không? Đúng màu gạch này ok giùm chị nha, màu gạch nè. Với lại màu đen hồi nãy. Rồi ok em Jenny Nguyễn, màu gạch màu đen, có áo kiểu chị lên liền luôn nè em ơi. Có áo có đồ kiểu luôn nè. Rồi sơ mi ai lấy thì béo giùm em nha mấy chị ơi. Sơ mi có 85 ngàn thôi nha. Ai lấy thì béo em. Rồi nâu một cái duy nhất, hàng Quảng Châu 85 ngàn, form giấu quần luôn. Ai lấy chốt nâu liền giùm em nha. Áo là dạng như áo len. Áo len rất là xịn nha mấy chị ơi. Có 85 ngàn cái thôi nè. Ai lấy chốt nâu liền giùm em nha. 40 đến 60kg men vừa luôn. Một cái duy nhất. Quần từ từ đợi em nha, em xiên áo vô xong em lên quần tiếp. Rồi này chốt liền giùm em mẻ nâu 85 ngàn nâu nha mấy chị ơi. Nâu 85 ngàn, 40 đến 60kg men vừa. Cái này cổ là cổ tim. Cổ tim giùm em nha. Nè cái len của nó nè, beo đẹp luôn nha mấy chị ơi. Vô mùa là giá rất là mắc luôn. Áo này đang ngồi mua thì giá keo cực kỳ. Đó, hàng là hàng mới hoàn toàn nha. Hàng len mà vô mùa hàng len mấy chị mua hàng cũng phải cẩn thận. Tại vì khi đó là người ta sẽ ra cái loại len kiện á. Len kiện thì mẫu mẻ của nó rất là đẹp luôn. Nhưng mà hàng của nó dạng như giống như là hàng người ta gọi là hàng si gì á. Cho nên hàng đó đã qua giặt ủi rồi, giá thì rẻ, mẫu mẻ thì đẹp. Nhưng mà nó không có được mới. Có nghĩa là vải của nó sẽ hơi cũ á mấy chị. Do mùa là cái len này rất là rộ. Len mà len kiện á, người ta rộ cái len nó lên rất là nhiều. Cho nên là mua hàng á, là phải mua những cái chỗ mà uy tín hồi giờ. Chứ không là rất là dễ làm mua về nhà mặc không được á mấy chị ơi. Là khi mà like lên thì thấy mẫu mẻ cực kỳ đẹp luôn. Nhưng mà khi mà về nhà thì nó rất là cũ. Đó, mấy chị mua cẩn thận. Rồi cái này một cái duy nhất chốt liền em mẻ xanh nha. Phía sau của nó nè, dạng len mà len hơi mỏng mỏng như thế này mà không nóng nha. Chốt liền em mẻ xanh, 60kg trở lại men vừa, 85 ngàn màu xanh. Một cái duy nhất màu xanh giá 85 ngàn giùm em nha. Đó, rất là dễ thương luôn mấy chị ơi, phía sau của nó nè.
dạng xanh minh nha mấy chị ơi. Ai lấy chốt liền giùm em xanh 40-60kg mang vừa màu xanh giá 85.000. Ở phía trước thì đơn giản, ở phía sau rất là cưng luôn nha. Chốt liền giùm em mẻ xanh giá 85.000 màu xanh mấy chị ơi. Rồi 85.000 màu xanh giúp em nha. Ai lấy xanh chốt xanh liền giùm em nè, 85.000 màu xanh mấy chị. 85.000 màu xanh nè. Một cái duy nhất, form từ 40-60kg là men vườn em áo này luôn. Cái này mấy chị mặc với lại quần sọt màu trắng, chân váy trắng hoặc là chân váy đen gì đó rất là cưng luôn nha. Mặc quần sọt, quần rin cũng được. Đó kiểu nó nè, đó, khuyết rồi đắp que như thế này phía sau. Beo dễ thương luôn nha mấy chị ơi. Đó cái phần này nó sẽ chi áo hoặc là mấy chị có thể mặc áo bre bên trong cũng được nha. Đó beo dễ thương luôn nha. Cái này xanh 85.000 nha mấy chị ơi. Ai lấy xanh thì chốt em xanh giá 85.000 xanh. Xanh 85.000 xanh giùm em nha. Xanh 85.000 xanh. Chia sẻ like giúp em mấy chị ơi. Rồi cái này, đầm này form 52kg lại men vườn em. Đầm này trời ơi mẫu mặt đẹp lắm luôn mấy chị ơi. Phía trước của nó là hình thêu giùm em nha. 125.000 có màu hồng với màu xám hai màu. 52kg lại men vừa, beo cưng luôn. Rồi 125.000 mẫu này em có màu hồng, màu xám hai màu, hàng Quảng Châu giùm em nha. Hồng xám hai màu 125, 52kg trở lại men vừa. Dạng váy váy tennis đó mấy chị, cưng lắm luôn nha. 125.000, màu xám, màu hồng hai màu, chốt giùm em đầm kèm màu. 52kg lại men vừa. Xém với hồng hai màu giúp em nha, beo đẹp luôn mấy chị ơi. Có 125.000 thôi, hàng này hàng Quảng Châu giùm em nha. Chỗ này là hình thêu, rất là cưng luôn nha mấy chị ơi. 52kg trở lại là men vừa giùm em mẫu này nha. 125.000. Rồi màu xém nè mấy chị ơi, xém hồng hai màu. Màu xém màu hồng hai màu, màu nâu là mẫu nào ta? Nâu nào chị Hoa Bằng Lăng Nguyễn ơi, áo nâu hồi nãy là em hết rồi nha. Bây giờ đầm 125 có màu hồng, màu xém hai màu nha chị. Hồng xém hai màu. Cái này chị nào nhỏ nhỏ người mặc lên cưng lắm luôn nha mấy chị ơi. 125.000 đầm giùm em nha. Đó, trên like là do em đưa lên như thế này thôi, mấy chị chưa có nhìn ra form của nó. Chứ up hình lên là nhìn cưng xỉu luôn á. Rồi màu xém màu hồng hai màu giùm em nha. À lấy chút em đầm kèm màu. Bè Lê Ngọc Anh Thi mặc được, mặc dễ thương lắm á. Mặc dễ thương lắm. Úp hình lên là cân xỉu liền. Bí lì màu hồng nè. Bí lì hồng 125 em. Rồi em còn màu xám nha. Chị Hoa Bằng Lăng Nguyễn màu xám nè. Chị Hoa Bằng Lăng Nguyễn xám. Rồi hết rồi Thi ơi. Hết rồi Nhan Thi. Chiều nay chị gửi nha em ơi, Jenny Nguyễn ơi, chiều nay chị gửi nha. Chiều nay gửi thì tầm ngày mai nhận được. Rồi áo này một cái duy nhất luôn, form giấu quần giùm em. 60kg trở lại men vừa. Giá 85.000, ai lấy chốt trắng giùm em nè, một cái duy nhất nha. Beo cưng luôn, mặc lên rất là sang mấy chị ơi, hàng này hàng xịn luôn á, hàng Quảng Châu. Rồi, có cái túi ở đây giùm em nè, cổ là cổ tim, form là form giấu quần. Chốt liền em mẹ trắng 85.000. Và có sỉ hai bên luôn. Áo này có sỉ hai bên luôn mấy chị ơi. Mặc dấu quần rất là cưng luôn nha. 85.000 chốt giùm em mẻ trắng, 85.000 trắng. Form 40-60kg men vừa. Mặc cái quần sọt rin bên trong, mặc cái này dấu quần rất là dễ thương nha mấy chị ơi. Còn không mặc đóng thùng bình thường cũng được. Đó, ai lấy chốt liền em mẻ trắng, 85.000 trắng giùm em nha. Vải beo mịn beo đẹp luôn mấy chị ơi. 85.000 màu trắng giùm em nè. Đó, ai lấy chốt trắng, cái này không lấy là tiếc thiệt sự luôn á. Một cái duy nhất nha mấy chị ơi, đơn giản dễ thương. Rồi 85.000 là quá rẻ. Rồi ai lấy chốt em mẹ trắng nha. 85.000 màu trắng. Rồi màu xanh min. 60kg trở lại men vừa, chốt em xanh min giá 85.000 xanh min. 60kg trở lại men vừa giúp em nha. Chốt em xanh min 85.000 xanh min. Chuẩn bị là em về hàng Tết là có những loại hàng mà hàng cao cấp nữa mấy chị ơi. Trắng của chị Hà Nguyễn cho em địa chỉ luôn chị Hà ơi. Em về những cái hàng mà em bán ra sẽ tầm 100 mấy một áo. Nhưng mà hàng đó người ta thị trường người ta đang bán 200 mấy, 300 một áo. Chắc là khoảng tuần sau là em về những cái hàng đó. Hàng mà hàng siêu cao cấp luôn, hàng thị trường đang bán 200 mấy, 300 mấy một áo thì em sẽ nhập về em bán mấy chị giá khoảng 100, 130 gì đó, hàng cao cấp.
Chị Hà Nguyễn màu trắng. Cho em địa chỉ luôn nha chị Hà ơi. Màu xanh min nè. Xanh min nha. Xanh min. Nói chung là hàng tốt, bây giờ đang ra hàng tốt á, cho nên mấy chị cứ thấy mẫu nào mà đẹp ưng ý là mấy chị cứ mua liền. Chứ không là sau này khoảng này gần gần tới Noel rồi là hàng nó không được đẹp nữa. Rồi xanh min 85.000, chốt xanh min giùm em nha. Dạ ok chị Hà Nguyễn. Rồi xanh min 85.000, quả bao dày dặn bao đẹp luôn. Form 40 đến 60 kg là men vừa hết giùm em nha. Cái này chốt em xanh min giá 85.000 xanh min mấy chị ơi. 85.000 xanh min giùm em nha. Chị lấy xanh min chốt xanh min. Một cái duy nhất giùm em nha mấy chị ơi. Hello chị May Trắng nè. Rồi ai lấy chốt em xanh min nha. 85.000 40 đến 60 kg men vừa em luôn. Quả dày dặn chốc rất là mát luôn nha mấy chị ơi, tay bo. Rồi từ 40 đến 60 kg men vừa em, cái này mặc đi làm, mặc đi chơi cũng được hết nha. Xanh min cái màu ở ngoài nó sẽ đẹp hơn trong line. Trong line nó hơi bị tối màu, ở ngoài nó tươi hơn xíu nha. Chị nào lấy chốt em xanh min. Em hết trắng nha chị Vân ơi, hết trắng rồi nha chị. Còn màu xanh min. Rồi cái này chốt em sọc 60kg trở lại men vừa 85.000 chốt em sọc nè. Hàng này đẹp lắm luôn mấy chị ơi, 85.000 chốt em mẻ sọc. 85.000 sọc 60kg trở lại men vừa em nha. 60kg trở lại men vừa luôn. Chị nào lấy sọc chốt sọc một cái duy nhất. Mấy cái hàng này hàng lẻ, bao đẹp luôn mấy chị ơi. Đó, 60kg trở lại là men vừa em cái sọc này nha. Giá 85.000, ai lấy sọc chốt sọc. Đầm có cổ nảy 125 nhưng mà em hết rồi nha chị Hằng Tròn ơi. Rồi chốt em sọc 85.000 sọc nha mấy chị ơi. Sọc 85.000. Form này 60kg trở lại men vừa giùm em nha. 60kg trở lại men vừa. Chị Lê Hằng sọc nè. Chị Lê Hằng sọc 85 nè. Rồi này chốt em mẻ đen 85.000. Form này 60kg lại men vừa luôn. Nó là nó phối màu. Rồi màu trắng nè. Chỗ ở phía giữa mấy chị thấy không? Nó là phối màu đen và có nút ở phía trước cho mình nè, có kìm dây đai luôn. Giá là 85.000 và form 60kg trở lại men vừa. Chị lấy cái này chốt em mẻ sọc nha. Chốt em mẻ sọc. Nó kìm đai cho mình luôn, kìm đai. Đai này mình ấy ở giữa nè. Rồi nó phối màu như thế này giùm em nha. Chốt em mẻ sọc 85.000 sọc. Ngang ở phía trước này nè, nó có nút nè, nút bọc vải cho mình nè mấy chị ơi. Phần này nè, có nút bọc vải cho mình nha. Form 60kg trở lại men vừa, ai lấy chốt em mẻ sọc nha. 85.000 mẻ sọc và form 60kg trở lại men vừa giùm em luôn. Chia sẻ like giùm em nha mấy chị ơi. Rồi chốt em mẻ sọc nha mấy chị, một cái duy nhất mẻ sọc. Cái này lên beo xinh luôn á. Rồi chốt giùm em ơi, cái này chốt mẻ đen chứ, đen trắng nha, sọc đen trắng 85.000 đen trắng. Sọc đen trắng của chị Hà Nguyễn nha chị ơi. Rồi chị Hà Nguyễn ok giùm em nha. Sọc đen trắng chị Hà Nguyễn nè. Sọc đen trắng 85 chị Hà Nguyễn. Rồi áo này áo sơ mi Chanel. Rồi form này là form giấu quần luôn mấy chị ơi. Form giấu quần luôn. Vải này bao cưng luôn nha. Form 60kg trở lại men vừa, nó như một cái đầm vậy mấy chị ơi. 60kg lại men vừa em luôn. Vải bao đẹp luôn nha. Đó Chanel này em có hai màu. Có màu xanh với màu hồng, hai màu xanh với hồng hai màu. Chị lấy chốt em áo kìm màu xanh hồng hai màu, a lấy chốt em mẻ một kìm màu 85.000 mẻ một kìm màu. Trời ơi vải xịn cực kỳ luôn nha mấy chị ơi, vải xịn đẹp lắm luôn. Rồi hồng với xanh hai màu giùm em nha. Mấy chị mặc áo bre rồi bên trong á cưng lắm luôn. Rồi cái này em có màu xanh với lại màu hồng hai màu. Chị đã lấy chốt giùm em là áo kìm màu nha. 85.000 nó là form dài dài. Mấy chị có thể mặc xong mấy chị mặc áo bre bên trong, mặc quần sọc đen bên trong hoặc là mặc quần sọc trắng bên trong. Rồi ở trên là mặc áo bre luôn, rất là cưng luôn nha. Mặc thẻ giấu quần hoặc không là mặc là xong một cột lên phía trước cũng được. Beo dễ thương luôn nha mấy chị ơi. Tè nó là tè xỉ như thế này nè. Tè xỉ nha, beo dễ thương luôn. Rồi a lấy chốt em mẻ số 1 kìm màu nha. Màu này là màu hồng nè mấy chị ơi. Màu hồng nè. Màu hồng giùm em nha, màu hồng. Rồi cái này màu xanh hai màu. Hồng xanh hai màu nha, 85.000 hồng với xanh hai màu. Chị lấy áo này chốt em áo kìm màu nha, 85.000 màu hồng. Như là màu xanh hai màu, form là form giấu quần luôn, rất là đẹp nha. A lấy chốt em áo kìm màu.
Rồi thở theo màu đen này 95.000. Form 57-58kg trở lại men vừa giùm em. 57-58kg lại men vừa. Chốt em mẻ đen 95.000 mẻ đen nha. Quả đẹp cực kỳ luôn mấy chị ơi. 95.000 màu đen. Cái này một cái duy nhất nha mấy chị ơi. 95.000 màu đen em. Đó. Ống của nó bo nha. Rồi 57-58kg trở lại men vừa. Chốt em đen 95.000 nha mấy chị ơi. Đen 95.000. Có hai túi hai bên giùm em nha. Hai túi sâu rộng luôn. Bao đẹp luôn nha mấy chị ơi. Quần này rất là xịn luôn á. Giá 95.000 một quần nha. Rồi A lấy đen này chốt em đen giá 95 nha mấy chị ơi. Đen giá 95.000 đen. Đen 95 giùm em nha. Rồi cái này là yếm mấy chị ơi. Form này 60kg trở lại men vừa em nha. Yếm đen này 60kg lại men vừa. Rồi yếm quần dài nha. Không nha chị Ngô Thanh Huyền ơi. Áo gió thì em còn size nhỏ tầm 55-56kg trở lại men vừa chị. Chứ còn không có size lớn. Rồi yếm đen này 85.000. Alo yếm chốt yếm giùm em nha. Ngang eo của nó có dây rút luôn nha mấy chị ơi. Ngang eo có dây rút luôn nè. 85.000 alo chốt em yếm 85. Form 60kg trở lại men vừa. Yếm này yếm quần nha. Yếm quần. Hai bên có hai túi hai bên nè mấy chị ơi. Có hai túi hai bên giùm em nha. Về phía sau của nó nè cũng có hai túi phía sau luôn. Hai túi phía sau luôn nha. Giá 85 a lấy chút yếm đen 85. Cái này size lớn. Yếm đen 85.000 nha mấy chị ơi. Kaki. Cái này size nó hơi lớn xíu. Không nha chị Ngô Hoàng Kim ơi, quần chân váy là phải tầm tuần sau. Tuần sau nha chị. Rồi yếm 85 giùm em nha, a lấy yếm chút yếm. Bộ lụa đỏ trong mình còn 55kg là sẽ bị rộng nha chị Hà Thanh ơi. Yếm đó nó nằm size 55kg thì sẽ hơi rộng á. Mặt thì phải bóp lại á. Lụa đỏ trên ngon. Rồi cái bộ con ong này giá 89.000 bộ nha mấy chị ơi. 89.000 về form 54kg lại men vừa. A lấy chốt em bộ hồng 89.000 bộ hồng. 89.000 bộ hồng giùm em nha. Cái này hàng Quảng Châu. Vải nó rất là đẹp nha mấy chị ơi. Hàng Quảng Châu giùm em. Bộ con ong màu hồng 53-54kg trở lại là men vừa giùm em nha. Quần là quần lỡ. Quần lỡ. Rồi A lấy chốt ong bộ hồng giùm em nha mấy chị ơi. 89.000 bộ hồng. Dạ lên rồi chị VB. Đợi em tí em lên lại cho coi. Vải này đợt này là không phải vải thun nha. Mẹ vải của nó là dạng như keki mà keki xô á, đẹp lắm chị. Rồi bộ hồng 89.000, yếm chỉ có màu đó nha chị Hà Thanh ơi. Hồng 89.000 hồng giùm em nha. A lấy hồng của ông này chốt em hồng. Hồng 89.000 hồng. 89.000 hồng giùm em nha. Cái này hàng Quảng Châu nên cái bộ này vải đẹp lắm. 58kg vừa nha chị Băng Băng. Và yếm nó nằm khoảng size L. Rồi bộ hồng chị nào lấy thì béo em nha mấy chị ơi. Hồng hồng 89.000 hồng. Rồi đầm baby doll màu xanh. Cái này em có một cái duy nhất nha. Rồi đẹp lắm luôn nè. Cổ là cổ vít mà dán baby doll. Vít baby doll. Form này 60kg trở lại men vùi mem luôn. Bầu nhỏ bon chiên được. Chốt giùm em xanh mấy chị ơi, xanh. Chị Băng Đăng lấy cái yếm đen đúng không chị? Yếm đen chị Băng Đăng 85 nè em ngon. Yếm đen chị Băng Đăng 85.000. Rồi cái này chốt em baby doll xanh nha. Hoa nhí màu xanh, nền màu xanh đẹp lắm luôn mấy chị ơi. Vải rất là mịn, rất là đẹp nha. Cái này hàng Quảng Châu, vải mịn đẹp cực kỳ luôn. 40-60kg men vừa dạng đầm baby doll. Màu xanh giùm em nha, baby doll dáng dài 135.000. A lấy chốt em baby doll 135 mấy chị ơi. Cổ là dạng cổ vít ra nha, cổ vít ra nè. Đó, cổ là dạng cổ vít như thế này giùm em, tay là tay ngắn. Nút nha mấy chị ơi, baby doll dáng dài. Rồi 135.000, a lấy baby doll chốt em baby doll 135 nha. Baby doll 135. Rồi 135.000 baby doll giùm em nha mấy chị ơi. A lấy chốt em baby doll 135.
baby doll đỏ này nè, 125. Hoa đỏ này 125.000, form cũng 60kg cho lại men vừa. 60kg lại men vừa giùm em nha. Phía sau nè, phía trước nè mấy chị ơi. 125.000. A à, lấy đỏ chốt đỏ 125 giùm em nha. Đỏ 125 đỏ, hàng này hàng hai lớp. Mấy chị mặc xong mấy chị để suông cũng được. Không thì mình có thể buộc nơ ở eo cũng được luôn nha. Cái này nó kìm dây. Kìm dây nha mấy chị ơi. Giá 125 giùm em nha, 125. Chị đang lấy đỏ chốt đỏ 125 nha. Form 60kg trở lại men vừa. 60kg lại men vừa em nha. Đỏ giá 125.000. Hàng hai lớp nha mấy chị ơi, vải rất là mịn rất là đẹp luôn. 60kg lại men vừa 125. Rồi chị đang lấy đỏ này, chốt em đỏ 125 nha mấy chị ơi. Đỏ 125 giùm em nha. Đỏ 125. Hàng của nó xinh đẹp cực kỳ luôn. 125.000 một đầm giùm em nha. 125. Lấy đỏ chốt đỏ 125. Bộ lụa này em về lại màu màu vàng nữa mấy chị ơi. Lụa này nha. Còn áo nha. Còn áo nha chị. Rồi lụa này 99.000 một bộ em nha. 55-56kg lại men vừa. Đỏ với lại vàng hai màu. 55-56kg lại men vừa em nha. Đỏ em về lại màu vàng nữa. Giá là 99.000 một bộ em nha. Màu vàng nữa nè. Nè, đợt này chắc đợt cuối luôn rồi. Rồi 99.000 bộ em nha, vàng với đỏ hai màu. 55-56kg lại men vừa. Cái vải này mặc như không mặc nha mấy chị ơi. Rất là mịn, rất là mát luôn nha. Rồi 99.000 bộ giùm em nè, màu vàng với màu đỏ hai màu. Chị lấy lụa chốt em bộ lụa kìm màu nha. 55-56kg lại men vừa. Màu vàng nha mấy chị ơi, màu vàng. Màu vàng này vàng đậm á, mặc lên nó không có bị chói da nha. Không bị chói gì hết, sáng da nha mấy chị ơi. Rồi a à, lấy cái này chốt em là vàng nha. 99.000 bộ. Vàng 99 nè. Vàng 99, đỏ 99.000. Chị lấy chốt em là lụa kìm màu nha. Tầm 55-56kg trở lại là men vừa. Rồi đỏ 99, vàng 99 giùm em nha. A à, lấy chốt giùm em là bộ lụa kìm màu. Rồi đỏ 99. Đỏ 99, vàng 99 giùm em luôn nha. A à, lấy chốt em bộ lụa kìm màu. Lụa kìm màu. Rồi quần đen 95.000 quần đen giùm em nha mấy chị ơi. Quần đen giùm em nha. Chỗ này là nó có thêu chữ ở đây, có thêu chữ nha mấy chị ơi. Rồi cái này nó có thêu chữ cho em nha. Quần là giá 95.000 quần. Đây, rất là đẹp luôn. Chị lấy quần chốt em quần nha. 60kg trở lại men vừa. Quần 95.000. A à, lấy quần đen chốt quần đen giá 95 giùm em nha mấy chị ơi. Mấy cái vải này cực kỳ là xịn và đẹp luôn nha. 95.000, hình như mẫu này nãy chưa like. 95.000 a à, lấy chốt em quần 95. Rồi quần này ống có bo nha mấy chị ơi, ống có bo. Quần này ống có bo giùm em nha. Cái này a à, lấy chốt em mẻ số 1 nè, mẻ 1. 95.000 mẻ 1, ống có bo. Ống bo giùm em nha, vải rất là xịn rất là đẹp luôn. 95.000 chốt em mẻ số 1, 95. Mẻ số 1 giùm em nha, 95.000 mẻ 1. Quần đen không bo chị Lê Hằng. Quần đen không bo chị Lê Hằng này, Lê Hằng. Quần đen bo, ai lấy thì béo em nha. Đen bo số 1 chị Yến Hồn một cái nè. Chị Yến Hồn nè em, đen bo số 1 chị Yến Hồn. Phương Bắp số 1 luôn, ai lấy số 1 nữa béo em nha. Phương Bắp số 1 luôn, quần ống bo đẹp lắm mấy chị ơi, vải xịn cực kỳ luôn nha. Phương Bắp mẻ 1. Rồi chị nào lấy mẻ 1 nữa béo em nha, mẻ 1 em còn nè, mẻ 1 còn. A à, lấy nữa béo em nha. Mẻ 1, 95.000 mẻ 1. Mẻ 1 em nha. Rồi đầm vít 125. Dạ ok chị Lê Hằng nè. Rồi 125 giùm em nha, 125. Đầm này đầm cổ vít. 56-57kg lại men quần em, đen 125.
À, lấy chốt đen 125 dùm em nha. Cổ viết vào dưới xòe re, tay là tay dài 125.000. A à, lấy đầm, chốt em đầm 125 nha. Vải dày dặn cầm nặng tay luôn mấy chị ơi. Giá 125.000. Form 56, 57kg trở lại là men vừa. 56, 57kg trở lại là men vừa dùm em nha. Giá 125.000. Cổ là cổ viết nè, có nút ở dưới là xòe re dùm em và tay dài. Vải dày dặn cầm nặng tay luôn. Giá 125 nha mấy chị ơi, 125.000. Rồi A à, lấy chốt em là đầm đen 125 nha. Một cái duy nhất luôn mấy chị ơi. Đen 125, đen 125 nha. Đen 125.000. Ngon ngon chạy vô lấy cái quần này đủ màu lên anh chị. Rồi cái quần này em về hàng đợt cuối nè, chị nào chưa lấy thì lấy nha. Buổi trước là hết đen, hôm nay về lại được mấy cái đen nè. Rồi 60kg lại men vừa, quần này quần ống rộng. Quần ống rộng giùm em nha, quần ống rộng màu đen. Ống của nó vừa phải, không có to lắm nha mấy chị ơi. Có dây đai cột eo luôn, 95.000 một quần. 95.000 một quần. Em có màu đen, màu kè phơ sữa với lại màu kem. Rồi form là 60kg trở lại men vườn em luôn. Có dây đai nha mấy chị ơi. Cái này em về hàng đợt cuối rồi. Rồi phía trước nó như thế này, phía sau có lưng thun. Rồi form 60kg trở lại men vừa. Lưng là lưng keo dùm em nha. Phía sau có bo thun nè, rất là dễ mặc, ai mặc cũng được hết. Từ 40 đến 60kg là men vừa hết dùm em luôn. Đó. A à, lấy béo em nha mấy chị ơi. Màu kè phơ sữa nè, 48kg beo vừa nha chị. Tại bữa sau lưng thun mè, 48kg là em cũng xem như chị gì đó. Chị cũng xem như em chứ. Em cũng tầm đó ký. Mặc thoải mái lắm luôn nha. Màu đen, màu kè phơ sữa với lại màu kem be màu. 95.000 quần. Beo đẹp luôn mấy chị ơi. Kè phơ sữa chị Hà Nguyễn kè phơ sữa. Màu này màu kem dùm em nha, màu kem. Beo đẹp luôn mấy chị ơi, 95.000 quần. Chị Hà Nguyễn màu kè phơ sữa nè, chị Hà Nguyễn kè phơ sữa. Rồi màu kem, màu kè phơ sữa, màu đen be màu, giá 95.000. A à, lấy chốt em quần kìm màu nha, 40 đến 60 đều mang vừa hết mấy chị ơi. Từ 40kg đổ lên và 60kg đổ về em nha. Màu kem nè. Màu kem beo đẹp luôn mấy chị ơi, quần này giá là có 95.000 quần thôi nha. A à, lấy thì béo liền giùm em. Lê Ngọc Anh Thi để rồi nha bè. Để rồi. Rồi màu kem, màu kè phơ sữa, màu đen, be màu. 95.000. A à, lấy thì béo em là quần kìm màu nha mấy chị ơi, 95.000 quần. Kem, kè phơ sữa với lại đen, kè phơ sữa còn cái cuối cùng. Giá 95.000 giùm em, từ 40 đến 60 là men vừa hết. Rồi chị nào lấy chốt em quần kìm màu nha, màu này màu kè phơ sữa. Kè phơ sữa nha mấy chị ơi, màu kè phơ sữa với màu đen nữa nha. Chị Lê Hằng hôm bữa có quần này chưa ha? Coi thử em. Bữa kè phơ sữa chị Yến Hòn. Có rồi chị Lê Hằng ơi, kè phơ sữa chị Yến Hòn nè em. Yến Hòn kè phơ sữa. Rồi màu đen, em còn màu đen với màu kem nha. Còn đen với kem 95.000, a à, lấy thì béo em nha mấy chị ơi. Dạ rồi ok chị Lê Hằng. Còn màu đen với màu kem nha. Đen với màu kem. Rồi chị nào lấy thì béo em nha, giá 95.000. Đợt này nó lại hết quần này luôn á. Rồi 95.000 giùm em nha. Ai lấy quần này nữa thì béo em nha mấy chị ơi. 95.000 quần. Rồi áo xanh min này em còn đúng cái cuối cùng, A lấy thì béo em nha mấy chị ơi. Từ 40 đến 60kg là men vừa hết thì em luôn. Xanh đen giùm em nha, xanh đen. Em mới vô Trang Jun, cho coi lại quần đi chị, ok Trang Jun. Rồi xanh min nha mấy chị ơi, 40 đến 60kg men vừa em luôn. A lấy xanh min, chốt em xanh min nha. Xanh min, 40 đến 60kg men vừa màu xanh min. Áo xanh min giá 85.000. Chị nào lấy xanh min, béo xanh min dùm em nha. 85.000 màu xanh min. Hai quần lại có hai màu nha em, màu kem với lại màu đen hai màu. Xanh min của Trang Jun, xanh min. Trang Jun xanh min này em. Rồi cái này màu kem với màu đen hai màu dùm em nha.
Quần là 95.000, quần là quần ống rộng, beo đẹp luôn mấy chị ơi. Có dây cột eo luôn, giá 95.000 một quần dùm em nha. Quần nè có màu kem nè, 95.000 quần à, màu kem với màu đen hai màu. Beo đẹp cho mấy chị luôn nha, màu kem nè. Có màu đen. Rồi màu kem với màu đen hai màu, có nơ, có cái dây đai cột luôn, beo đẹp luôn nha mấy chị ơi. Ai lấy chốt em quần màu đen 95.000 nha. Quần thể thao, đợi em tí em lên lại. Rồi màu đen nha mấy chị ơi, màu đen nè, màu đen. Quần là màu đen, màu kem hai màu nha. Chị lấy màu gì chốt màu đó giùm em nha, màu kem của Trang Jun, màu kem. Trang Jun màu kem này em, Trang Jun màu kem. Rồi chị nào lấy quần nữa béo em nha mấy chị ơi. Đen kem hai màu, giá 95.000 một quần. 95.000 quần em nha. Rồi quần sọc đen này em còn cái cuối cùng, ai lấy chốt sọc em giá 95.000. Form này 57-58kg lại men vừa, 57-58kg lại men vừa, có túi hộp ở đây. Vải beo dày dặn, beo đẹp luôn mấy chị ơi. Sọc đen nha em còn cái cuối cùng, ai lấy chốt em sọc đen giá 95.000. Ống quần bo, ống quần là ống bo em nha, có 95.000 quần thôi mấy chị ơi, beo đẹp beo rỉ luôn nha. Rồi ai lấy chốt em sọc giá 95.000 sọc. Rồi sọc 95.000 sọc giùm em nha. Ai lấy sọc chốt em sọc giá 95.000 sọc. Còn cái cuối cùng mà, sọc của Phương Bắp nè. Đẹp lắm Phương Bắp ơi, chứ ngoài đẹp lắm. Phương Bắp nè em. Rồi áo 39.000, áo thun 39.000, tay dài còn một ít nha mấy chị ơi. 55-56kg lại men vùi em luôn. Màu nâu nè, 39.000 một áo. Rất là vải, rất là mịn luôn nha, vải co giãn và mịn. 39.000 áo chứ. 39.000 và form 55-56kg lại men vừa chốt em nha, màu nâu nè. Màu nâu nha mấy chị ơi, 39.000. Vải đẹp lắm luôn nha. 40-55-56kg. Màu xanh 39.000 mà vải rất là đẹp nha mấy chị ơi. A lấy chốt màu em nha, tay dài cổ tròn đơn giản mà không bao giờ lỗi mốt hết mấy chị ơi. Xanh nâu, màu tím, màu vàng. Form rộng bọn chị. Đợi em tí. Màu xanh, màu nâu, xanh chuối là tay ngắn giùm em nha. Chốt em là xanh chuối tay ngắn. Lấy tay ngắn chốt tay ngắn nha. Tay ngắn thì 40-60kg men vừa luôn, giá 39.000. Lấy chốt em là xanh chuối tay ngắn. Rồi xanh chuối tay ngắn 39.000 mấy chị ơi. Rồi màu vàng 39.000, lấy chốt vàng, vàng 55-56kg lại men vừa, cổ tròn tay dài 39, lấy chốt vàng em nha. Vàng 39.000 vàng. Rồi màu tím 39 luôn mấy chị ơi, lấy tím chốt tím 39.000. Và form 55-56kg lại men vừa em nha. Rồi tím nè. Tím nha mấy chị ơi, tím nè. Xanh chuối tay ngắn chị Đan Thi Nguyễn nè. 39.000 nè em. Chị Đan Thi Nguyễn 39. Xanh chuối tay ngắn là em hết tay ngắn rồi chị ơi. Xanh chuối này còn ngon. Để coi xanh chuối này tay dài tay ngắn. Đây còn cá nè, cho chị Hoa Bằng Lăng Nguyễn luôn. Rồi chị Hoa Bằng Lăng Nguyễn có luôn nha chị. Hoa Bằng Lăng Nguyễn này em. Hoa Bằng Lăng Nguyễn B9. Rồi lấy áo tay dài béo em nha. Tay dài có màu xanh nhạt nè, màu tím nè. Màu tím chị Hè Nguyễn, màu tím. Ba mươi chín ngàn chị Hè Nguyễn, màu tím nè. Hè Nguyễn màu tím 39. Rồi màu xanh giùm em nha, xanh nè. Màu vàng, vàng nha mấy chị ơi, 39.000. Xanh vàng. Áo này vải đẹp lắm, 39.000 à. Xanh vàng nâu ba màu em nha, xanh vàng nâu ba màu, 39.000. Form này từ 40-55-56kg men vùi em luôn. Màu nâu nha mấy chị ơi, màu nâu. Nâu nè. Beo đẹp luôn nha, 39.000. Nâu, lấy nâu chốt nâu, B9 nâu giùm em nha. Nâu B9. Rồi lấy áo này béo em nha mấy chị ơi. Nâu vàng xanh 39.000. Rồi chị lấy áo này béo em.
Rồi xanh này vải len dịch kim nha mấy chị ơi. 60kg trở lại men vừa, giá 85.000. Form 40-60kg men vừa nè, 85.000. Ai lấy xanh chốt em là xanh nha. Xanh 85.000 màu xanh. Ở trước là đơn giản như thế này, phía sau của nó nè mấy chị ơi. Phía sau rất là đẹp luôn nha. Giá là 85.000 dùm em nè. Ai lấy xanh chốt em xanh, 85.000 xanh nha mấy chị ơi. Phía sau như thế này nha, beo dễ thương luôn mấy chị. Rất là dễ thương luôn nha. Rồi chốt em xanh giá 85.000 màu xanh. Xanh 85 nha mấy chị ơi. Chốt em xanh giá 85.000 màu xanh. Ngon ngon. Cho cọc áo trắng đi người đây. Trong váy này. 85.000 xanh nha mấy chị ơi. Ai lấy xanh thì để em nha. Xanh 85.000 màu xanh. Rồi chân váy nha mấy chị ơi, chân váy nè, có quần bên trong giùm em luôn, giá 85.000, form 40-60kg men vừa. Ai lấy chốt em chân váy xanh nha, hàng Quảng Châu, vải beo đẹp luôn. Nó là có quần bên trong cho mình luôn nha, có lốt quần bên trong cho mình luôn mấy chị ơi. Không sợ lộ gì hết nha, có lốt quần bên trong. Rồi giá 85.000, chân váy toàn vải beo đẹp luôn. Ai lấy chốt em chân váy nha, 85.000 chân váy. 85.000 chân váy giùm em nha, rất là dễ thương luôn mấy chị ơi, màu xanh nè. Xanh giùm em nha. Chốt em chân váy giá 85.000 chân váy. Chân váy 85.000 nha mấy chị ơi. Ai lấy chân váy chốt em chân váy nha, 85.000 chân váy. Rồi áo này form 40-60kg men vừa, áo này em có màu đen, màu trắng hai màu. Form rộng nha mấy chị ơi, form rộng rãi thoải mái nè. 65.000, form 40-60kg men vừa em luôn. Ai lấy chốt em áo 65 kèm màu nè. Màu này màu đen nha, màu đen. Màu đen nè mấy chị ơi, màu đen với màu trắng hai màu. Áo này giá 65 dùm em nha, đen trắng hai màu. Ai lấy chốt em áo kèm màu. 65.000, vải len dịch kim. Vải len dịch kim dày, cái này form rộng rãi thoải mái nha. 65.000, từ 40-60kg đường men được nha mấy chị ơi. Ai lấy chốt em áo kèm màu. Màu trắng nha, màu trắng nè. Với lại màu đen nha mấy chị ơi, hai màu. Trắng với đen hai màu dùm em nha, trắng đen hai màu. Ai lấy chốt em áo kèm màu, trắng đen hai màu. Đưa cho hai gu màu đen nè em. Màu đen. Rồi trắng đen hai màu giùm em nha. Trắng cho nha. Ủa là hai lấy màu đen hay màu trắng? Nhung lê màu trắng nè. 65.000 nhung lê màu trắng. Đẹp lắm. Là hai lấy màu trắng hay màu đen vậy? Hay là lấy hai cái? 65 nha mấy chị ơi. A lấy chốt em nè. Beo đẹp luôn. Có 65.000 thôi nha. Rất là rẻ. A lấy chốt em áo kìm màu nha. Trắng với đen hai màu. Trắng với đen hai màu. Hai lấy màu trắng hay màu đen? Rồi trắng đen hai màu giùm em nha. Ai lấy áo chốt em áo kìm màu. Trắng đen hai màu. Rồi chia sẻ like giùm em nha mấy chị ơi. Trắng đen hai màu nha. Chị nào lấy áo này nữa thì báo em mấy chị ơi. Có 65.000 áo thôi. Cực kỳ rẻ luôn nha. 65.000 áo thôi nè, ai lấy chốt áo kìm màu. Rồi ai lấy chốt áo kìm màu em nha mấy chị ơi, ai lấy đéo áo kìm màu. Hai màu luôn, em cho gì lơ dạ, hai màu. Này, hai màu luôn. Rồi set này giùm em nha mấy chị ơi. Form này 55kg trở lại men vừa em nha. Set của nó là gồm cái quần nè, có nút. Quần nha mấy chị ơi, hai túi hai bên giùm em. Quần này là quần lưng cao. Quần lưng cao giùm em nha. Quần lưng cao là 135.000 nguyên set. Với lại áo nha. Áo này là cột mặc nắp que. Mặc nắp que rồi cột lại giùm em nha.
giá 135.000 nguyên cả set này luôn, mặt đắp que đầu cột lại, vải beo đẹp luôn nha mấy chị ơi. Form này tầm 55kg trở lại là men vừa, 55kg trở lại là men vừa set này dùm em nha mấy chị ơi. Giá là 135.000, vải beo đẹp luôn, 135 dùm em nha, set này 135.000. Alexis chốt set 135 dùm em nè. Quần nha, quần này là quần lưng keo luôn, vải beo đẹp luôn nha mấy chị ơi. Vải nè, rất là đẹp luôn nha. Màu, một màu duy nhất, 55kg lại men vừa, gồm quần lưng keo nè, với lại áo đắp que đầu cột lại. Rồi giá là 135.000 nguyên kẻ set dùm em nha. Giờ lấy set này chốt set 135 set. À, lấy chốt set 135 dùm em nha. Rồi sơ mi này 85.000 có hai màu, màu kim với lại màu xám xanh, hai màu. Form rộng nha, form rộng rãi thoải mái. 60kg trở lại men vừa dùm em luôn, từ 40kg đến 60kg là men vừa luôn. Rồi a lấy áo này chốt em áo kìm màu, màu kim nè với lại màu xám xanh hai màu nha. Màu kim với màu xám xanh hai màu, giá là 85.000. A lấy áo chốt em áo kìm màu, 85.000 nha mấy chị ơi, áo kìm màu. Sơ mi dùm em nha, áo sơ mi màu xám xanh, xám xanh với lại màu kim hai màu. Rồi xám xanh với màu kim hai màu dùm em nha. A lấy chốt em áo kìm màu, xám xanh với màu kim hai màu. Giá 85.000 áo, A lấy chốt áo kìm màu. Rồi áo này cũng 85.000, form rộng giấu quần luôn nha. 40 đến 60kg men vừa. Có màu xanh nè, màu xanh nè với lại màu hồng hai màu. Xanh với hồng hai màu dùm em nha. A lấy chốt em chờ neo kìm màu, chờ neo màu xanh, chờ neo màu hồng hai màu. 85.000 áo nha mấy chị ơi. A lấy chốt áo kìm màu, 85.000 nha. A lấy chốt áo kìm màu dùm em. Ngon, đi vô lấy ít áo lẻ lẻ đi. Áo lẻ lẻ với lại xếp á. Rồi áo 49.000 còn số 1 cái, A lấy chốt dùm em nè. Áo 49.000 còn số 1 cái nha mấy chị ơi. Kiểu nó có mút ngực cho mình luôn nha, có mút ngực luôn. Rồi mặt que nó sẽ đắp chiếu phía sau, có mút ngực cho mình luôn. A lấy xém chốt xém dùm em nha. Vải nó là dạng như là vải von nè, von mỏng nha chị Thủy Tiên ơi. Von mỏng, mặc áo bre bên trong nha. Chị mặc áo cùng màu á, còn không chị nào bây giờ người ta hay mặc áo bên trong màu đen rồi mặc áo mỏng mỏng bên ngoài đẹp lắm. Rồi 49.000 của Minh Thư nè, áo 49 Minh Thư. Áo 49 cho Minh Thư. Rồi set này 145.000 một set giùm em nha. Màu hồng, màu hồng ruốc mấy chị ơi, hồng ruốc. Set này 60kg trở lại men vừa em nha, 60kg lại men vừa luôn. Màu hồng ruốc nè, phải beo mép cho mình luôn nè em. Minh Thư, em hết áo bre đó rồi nha chị Bằng Lăng Nguyễn ơi. Rồi set này 145.000 dùm em nha, áo ruốc 60kg trở lại là men vừa set này luôn mấy chị ơi. Áo nó rút nè, muốn rút bao nhiêu là do mình nha. Set này form từ 40 đến 60 là mặc được hết luôn, tại vì vải của nó rất là co giãn, beo đẹp luôn nha mấy chị ơi. 145.000 nguyên set dùm em. Vải co giãn, mặc rất là mát, rất là dễ chịu luôn. Phần rút nè, mấy chị rút bao nhiêu là tùy ý mình nha. 145.000 nguyên kẻ set dùm em luôn. Giá 145.000 nguyên kẻ set nha mấy chị. A lấy chốt dùm em là set nè, set 145, beo đẹp luôn nha mấy chị ơi. 145.000, từ 40 đến 60kg là men vừa hết set này dùm em luôn nha. Giá 145 nha mấy chị ơi, 145.000. Chị nào lấy set chốt set dùm em nha, 145 một set, 145.000 nguyên set dùm em nha. 145.000 nguyên set. Cái này còn đúng 2 cái rồi nha. Rồi áo này em còn đúng 2 cái là em hết luôn mấy chị ơi. Này không có hàng để về luôn á. Rồi áo này giá 70 dùm em nha. 60kg trở lại men vừa giá 70.000. A lấy chốt beo nâu 70, còn đúng 2 cái cuối cùng mấy chị ơi. Vải beo đẹp luôn nha. Set 145 chị Liên Kim.
145 chị Liên Kim. Rồi áo này áo beo nâu giùm em nha, lấy beo nâu, chốt beo nâu 70.000 beo nâu. 60kg trở lại men vườn em luôn nha. Beo nâu 70 còn đúng 2 cái cuối cùng. Chị nào bữa giờ mà đang lưỡng lự thì hôm nay mua đi, còn đúng 2 cái là em hết hàng luôn. 70.000 một cái nha, vải rất là mịn rất là đẹp luôn. Form 40 đến 60kg là men vừa luôn. Form 40 đến 60kg là men vừa em luôn nha. A à, lấy chốt em beo nâu nè. Beo nâu 100 beo nâu 70 nha. A à, lấy chốt beo nâu 70.000 beo nâu. Còn đúng 2 cái nha mấy chị. Vải beo đẹp luôn. Beo nâu 70 nha, còn đúng 2 cái. Chị lấy beo nâu, chốt beo nâu với 70.000 beo nâu. Sơ mi chị Tròn Hương một cái nè. Chị Tròn Hương sơ mi nè, 70 chị Tròn Hương. A à, lấy nó chốt giùm em nha. Beo nâu 70. Em còn cái cuối cùng. Beo nâu 70 giùm em nha. A à, lấy beo nâu, chốt em beo nâu 70. Rồi xí này còn đúng xí cuối cùng rồi mấy chị ơi. Rồi form màu này là màu kem nha, ở ngoài nó không bị chói nha mấy chị ơi. Lên like nó bị chói, ngoài nó không chói xíu nào hết nha. Rồi em còn đúng xí cuối cùng. Form này 40 đến 60kg đường men vừa luôn. Chốt set chị Liên Kim set 145 chị Quang qua chưa? Chị Liên Kim 145 nè em, màu nâu 145 chốt rồi nha chị Liên Kim ơi. Rồi set này em còn đúng set cuối cùng, vải cực kỳ đẹp luôn nha mấy chị ơi, chất vải xô rất là đẹp luôn nha. Set này còn set cuối cùng nè. Em sale còn 79.000, a à, lấy chốt set 79 còn đúng set cuối nha. 79.000, áo này mặc mấy chị mặc trở vai, không mấy chị mặc lên trên cũng xinh. Mấy gì mà áo rời cũng đẹp nữa, có 79.000 mà nguyên cả set. Áo trở vai nè, đi với là quần ống rộng giùm em nha. Sale còn 79.000 tại vì nó còn lẻ, còn đúng set cuối cùng. Mẹ cái này vải đẹp lắm, ở bên ngoài nó không hề chói nha mấy chị ơi. Lên like á, em đang mặc đồ đen nè, nó bị chói ra. Chứ ở ngoài nó không chói nha. Rồi quần là quần dài ống rộng. Rồi 79.000 nguyên cả set này giùm em luôn. 79.000 nguyên cả set, quần là quần có túi giùm em nha. Beo đẹp mấy chị ơi. Vải là vải xô nữa, beo đẹp luôn á. 79.000 giùm em nè. 79 cho chị Hà Nguyễn, áo 2 dây kiểu dạ có nha chị Hoa Trâm ơi. Thôi chị đáng 2 dây xuống nha. Chị Hà Nguyễn xếp 79. Rồi áo 95.000, áo sọc 95 nè mấy chị ơi, em còn đúng 2 cái cuối cùng là em hết hàng luôn nè. A à, lấy cái này chốt giùm em nha, áo sọc giá 95.000. Áo này form của nó là form ngắn, mấy chị mặc với lại chân váy hoặc là quần lưng hơi keo một xíu giùm em nha. Giá là 95.000 một áo. Form 40 đến 60kg đều mang được nha. 40 đến 60kg đều mang vừa nè. 95.000 một áo, áo crop top tay dài nha. Rồi A à, lấy sọc chốt em sọc giá 95 nha mấy chị ơi. Sọc 95.000 nhung lê một cái nè. Nhung lê cái sọc nè em. Nhung lê sọc nè. Áo kiểu form rộng hơn rồi, đợi em xíu. Nhung lê cái sọc đó, cái này này của chị Hà Nguyễn 79 nè em. Hà Nguyễn 79. Rồi áo 2 dây giá 69.000, sọc đẹp lắm. Chị Hà Nguyễn đầm sọc đen, chị Hà Nguyễn có cái sọc đen nào vậy em? Chị Hà Nguyễn sọc sọc đen vì ngắn nên chị không mặc được. Coi liền chị, hồi nãy mình có like làm sọc đen nè. Rồi cái này chốt giùm em áo vàng nha mấy chị ơi, 69.000 2 dây vàng 69.000. 2 dây vàng giá 69.000 giùm em nha. Rồi chị Hà Nguyễn chị lấy sọc nữa đúng không? Áo sọc 95 nữa đúng không? Rồi áo 2 dây vàng giá 69.000 giùm em nha. 2 dây vàng giá 69.000. A à, lấy vàng chốt vàng giá 69 giùm em. Cái này form tầm 52kg với lại men vừa, giá chỉ có 69.000 thôi nha. Vậy form tầm 52kg với lại men vừa, nút là nút bọc nè mấy chị ơi. Nút bọc giùm em nha. Dây có điều chỉnh cao thấp được luôn. Rồi vải beo đẹp giá 69.000. Rồi ngon, đợi đó em lấy cái sọc 95.000, áo sọc 95 gửi cho chị Hà Nguyễn thôi. Này ở trên cây nè, 95 chị Hà Nguyễn. Rồi vàng của nhung lê màu vàng, vàng của nhung lê vàng.
Rồi chốt em mẹ trắng 69 nha mấy chị ơi, 52kg lại mang vừa mấy cái này bao đẹp luôn, hàng Quảng Châu hết dùm em nha, vải nhận hàng là ưng ý liền. Nhung lê vàng nè, 69. Rồi chốt em mẹ trắng 69 form tầm 52kg lại mang vừa. Dạ ok chị Hà Nguyễn. Rồi cái này dây có điều chỉnh keo thấp dùm em nha, này một cái duy nhất màu trắng luôn. A à, lấy chốt dùm em nha mấy chị ơi. Dạ ok chị Nguyễn Hồng Phương, cái đó đẹp lắm chị ơi. Rồi chốt em trắng giá 69.000 nha, 52kg lại mang vừa, nút bọc vải nè mấy chị ơi. 69.000 thôi nha, A à, lấy thì béo em giá 69.000. Trắng 69 nha mấy chị ơi. Chị lấy trắng chốt em trắng giá 69.000 trắng. Rồi baby doll này form 60kg lại mang vừa, giá 135.000. Baby doll hôi nhí màu xanh nha. Baby doll hôi nhí màu xanh dùm em nha. Rồi em cứ để đó em. Rồi ai lấy cái này chốt dùm em nha mấy chị ơi. Baby doll xanh hôi nhí 135.000 đầm baby doll. Ai lấy béo em nha mấy chị ơi, em chụp cái chỗ đó lại luôn. Rồi cái này chốt dùm em nha mấy chị ơi. Baby doll xanh hôi nhí 135.000, hàng bao đẹp luôn nha. Vải đẹp cực kỳ luôn. Đó, cổ vít bỉ ra nè, chất vải rất là mềm, rất là dễ chịu. 60kg lại mang vườn em nha, dáng dài. Dáng dài que gối. Rồi giá 135 dùm em nha. Chị lấy chốt baby doll 135. Áo có nha. Có nha Kim Ngon. Rồi áo 2 dây này màu xám xanh dùm em nha. Màu xám xanh 69.000 màu xám xanh. A à, lấy chốt xám xanh dùm em nha. Mấy cái này hàng Quảng Châu hết mấy chị ơi. Vải rất là đẹp luôn nha. Nút là nút bọc vải nè. Nút bọc nè. Nút bọc nha mấy chị ơi. Dây ở phía sau có điều chỉnh keo thấp dùm em luôn. Rồi xanh hoa nhí của chị Trần Ngọc Hiền. Trần Ngọc Hiền ở Vĩnh Điềm Trung đúng không chị Trần Ngọc Hiền ơi. Trần Ngọc Hiền 135. Trần Ngọc Hiền 135, chị ở Vĩnh Điềm Trung đúng không chị? Rồi cái này chốt em màu xám xanh 69.000 xám xanh. 69.000 xám xanh dùm em nha, chị lấy xám xanh chốt xám xanh 69. Xám xanh 69.000. Rồi cái này chốt em nâu giá 69 nha mấy chị ơi. Dạ ok chị Trần Ngọc Hiền. Chị bé bé tên không em? Rồi chị Nguyễn Hồng Phương, chị sâu rồi chị Hồng Phương ơi. Đầm em mặc 60kg vừa nha chị, 135 nha chị. Chị Mai Nguyễn ơi, 60kg beo vừa chị. Nè, em mặc nó còn rất là rộng rãi luôn. Tại vì nó bo thoải mái rộng rãi lắm nha. Rồi cái nâu 69, ai lấy chốt nâu giá 69 giùm em nè. Nâu của Nhung Lê nâu. Nâu Nhung Lê nâu 69 nè em. Nhung Lê nâu 69.000. Rồi chốt em sọc giá 69 nha mấy chị ơi. Một cái duy nhất form 55kg lại mang vừa luôn. Áo nó form vừa phải em Nhung Lê không ngắn nha. Form vừa phải. Rồi A à, lấy cái này chốt em sọc nha mấy chị ơi. 69.000 sọc. A à, lấy sọc chốt sọc giá 69 dùm em nha. Mấy cái này mấy chị nhận hàng là ưng liền luôn. Vải đẹp cực kỳ luôn nha. Mà giá thì cực kỳ rẻ luôn á. 69.000 thôi. Rồi sọc giá 69 nè. A à, lấy sọc chốt sọc dùm em nha. Giá 69.000 sọc mấy chị ơi. Sọc 69.000. Vậy đầm trắng có chị. Đầm trắng có nha. Rồi sọc giá 69.000 dùm em nha. Một cái duy nhất sọc luôn. A à, lấy chốt sọc giá 69.000 dùm em nè. Sọc 69.000. Sọc 69. Ngon ngon chị cái đầm trắng phía sau. Đầm trắng này em à. Trên cây đây nè. Rồi sọc 69 dùm em nha mấy chị ơi. Rồi hồng giá 69.000 hồng. Hồng giá 69.000 nha. A à, lấy hồng chốt hồng dùm em nè. Kiểu form rộng, ém lên lần lượt từ từ từng mẫu nha. Rồi, cái này chốt em hồng giá 69.000 hồng. Ngon rồi, em cho mấy cái áo to to kia màu vàng đồ, form rộng màu áo luôn. Rồi, cái này chốt em hồng giá 69, dây có điều chỉnh keo thấp dùm em luôn nha mấy chị ơi. Chỉ có 69.000 áo thôi nha. A à, lấy hồng chốt em hồng giá 69.000 hồng. Đẹp lắm luôn, cái hồng này rất là đẹp nha mấy chị ơi. A à, lấy chốt hồng liền giúp em nha. Hồng 69.000. Chị đang thi Nguyễn Hồng. Đen thi Nguyễn Hồng. Rồi áo này là tay cánh tiên, form 55kg trở lại mang vừa, giá 69.000.
chị nào lấy cái này chốt em là màu kem nha, màu kem, màu kem tay cánh tiên, vải là vải dạng vải, vải đuổi rất đẹp luôn mấy chị ơi. Rồi 69.000 form 55kg lạnh men vừa, ai lấy chốt giùm em nha. Chị Đan Thi Nguyễn là màu hồng 69 em. Rồi cái này chốt em màu kem giá 69.000, màu kem form 55kg lại men vừa, màu kem 69 giùm em nha. Ai lấy chốt kem giá 69.000 màu kem. Rồi vàng hồi nãy em còn cái nè, vàng 69 nha, ai lấy vàng chốt vàng giá 69.000 vàng. Rồi 69.000 chốt em mẻ 1 mấy chị ơi, 55-56kg lại men vừa luôn á. Chốt em mẻ số 1 nha, 69.000 mẻ 1, dây có điều chỉnh cao thấp luôn mấy chị ơi. Chốt giùm em mẻ số 1 nè, 69.000 mẻ 1, vải beo dày dặn luôn, dây có điều chỉnh cao thấp giùm em luôn nha. Giá 69.000 chốt em mẻ số 1. Cái này còn cái cuối cùng, beo đẹp luôn mấy chị ơi, phối màu nha, vải dày dặn đẹp cực kỳ luôn. Giá chỉ có 69.000 một áo thôi. Chốt giùm em mẻ số 1, giá 69.000 mẻ 1. Dây có điều chỉnh cao thấp hết nha mấy chị ơi, rất là rẻ luôn nha. Vải là phối màu nè, beo đẹp luôn. Một cái duy nhất dây điều chỉnh cao thấp được. Giá 69.000 chốt giùm em mẻ 1. Mẻ 1 giá 69 nha mấy chị ơi. Rồi xanh giá 69.000 luôn, ai lấy xanh chốt xanh. 69.000 màu xanh, mẻ 1 của chị Đan Thi Nguyễn này em. Chị Đan Thi Nguyễn mẻ 1. Rồi cái này chốt em xanh nha, giá 69.000 xanh. Xanh nha mấy chị ơi. 69.000 chốt em xanh giá 69. Đầm bao nhiêu cái vậy em? Đầm phía sau là 1P5 nha chị Thảo Hòn ơi, 1P5 nha chị Thảo. Rồi xanh 69.000, dây có điều chỉnh cao thấp giùm em luôn. A à, lấy chốt em xanh giá 69.000 màu xanh. Rồi xanh của chị Đan Thuy Nguyễn 69 nè em. Chị Đan Thuy Nguyễn 69. Đầm là 1P5 nha chị. Rồi áo này 85.000, form 40-60kg men vừa. Chị lấy áo này chốt em trắng giá 85.000 màu trắng nha. 85.000 màu trắng. Hình của nó là trong vải luôn mấy chị, giặt thoải mái không sợ bong tróc gì hết nha. Nó trong vải luôn mấy chị ơi. Rồi 85.000 chốt em trắng 85.000, form 40-60kg men vừa em nha. 40-60kg men vừa, ai lấy trắng chốt trắng nè. 85.000 màu trắng nha mấy chị ơi. 85.000 màu trắng giùm em nha. Ai lấy chốt trắng 85. Rồi đen form rộng luôn mấy chị ơi, chất vải đuổi beo mát luôn nha. 40-60kg đều men vừa hết giùm em luôn. Cái này em mặc thành form giấu quần luôn mấy chị, mặc thành form giấu quần luôn á. Màu đen giùm em nha, 85.000, ai lấy chốt đen, chất vải đuổi, mặc beo mát luôn mấy chị ơi, rất là dễ chịu nha. Chốt em đen giá 85.000 màu đen. 85.000 màu đen giùm em, mặc thành form giấu quần luôn á, vải beo đẹp nha. 85.000 màu đen. Rồi vẹt của nó là dạng vẹt bầu á, hai bên. Rồi 85.000 chốt em đen 85 nha mấy chị ơi. 85.000 màu đen nha, vải đẹp cực kỳ luôn. Rồi chốt em đen 85.000 màu đen. Rồi bi form rộng 40-60kg men quần em luôn, giá 85.000. Đẹp lắm luôn mấy chị ơi. A à, lấy chốt em bi nha, 85.000 bi. Form rộng rải thoải mái nha mấy chị ơi. Giá 85.000, hàng Quảng Châu, vải rất là mịn, rất là đẹp luôn. A à, lấy chốt em bi nha, 85.000 bi. Rồi bi 85.000, chốt bi 85.000 giùm em nha mấy chị ơi. Một cái duy nhất luôn. Ôi, tụt lụt xem dữ dội. Rồi A à, lấy cái này chốt em bi nha, bi 85.000 bi. Rồi màu vàng nha mấy chị ơi, vàng 40-60kg men quần em luôn. Cái này vàng form giấu quần áo trở vai, trở vai giùm em nha, mặc lên trên cũng xinh luôn. Rồi vàng 85.000 màu vàng, A à, lấy chốt vàng em nha. Form rộng rãi thoải mái nè, cái này hàng Quảng Châu, vải beo đẹp luôn mấy chị ơi. Chốt vàng 85.000 màu vàng em nha. Rồi vàng 85.000 màu vàng. A à, lấy vàng béo vàng 85 giùm em nha mấy chị ơi. Màu vàng giá 85.000 màu vàng, một cái duy nhất nha. Cái này mặc form giấu quần rất là dễ thương luôn mấy chị ơi. A à, lấy chốt em là vàng 85.000 nha. Vàng 85.000 vàng nha mấy chị ơi, một cái duy nhất. 40-60kg đều men vừa giùm em. Vàng của Thảo An màu vàng nè. Thảo An màu vàng 85.000. Vàng nè em Thảo An. Rồi màu trắng giùm em nè.
beo đẹp luôn. Rồi cổ là dạng cổ vuông nha mấy chị ơi, 85.000, form 56 57 kg lại men vừa. Giờ lấy trắng này chốt trắng. 85.000 màu trắng. Màu trắng giùm em nha, lấy trắng chốt trắng. 56 57 kg lại men vừa, dạng cổ vuông nha, cái này mới lấy ra nó hơi nhăn, vải dày dặn cực kỳ luôn nha mấy chị ơi. Nút nè, 85.000 màu trắng giùm em nha. Trời mấy chị nó không có thấy. Nhung lê màu trắng nè, đẹp lắm luôn mấy chị ơi. Hay quá, ngồi nhìn. Nhung lê màu trắng 85 nè. Rồi áo sọc này 85.000, chốt em sọc 85 nha mấy chị ơi. Cổ nó như thế này nè. 60kg lại men vừa, chốt em sọc 85.000 sọc. Sọc 85.000 giùm em nha. Lấy chốt sọc nè. Form 40 đến 60kg men vừa luôn mấy chị ơi. 40 đến 60kg men vừa men luôn nha. Chờ lấy sọc chốt sọc giùm em. Sọc nha mấy chị ơi, lấy chốt sọc giùm em nè. 85.000 sọc nha, sọc. Đó, mặt dạng như mặt xéo chứ vai que như thế này giùm em nha. Đó, cổ sọc giùm em. Thun trắng đơn giản cổ tim. Em đang hết rồi, giờ đang thi ơi, đang hết rồi chị. Rồi này sọc giùm em nha, lấy sọc chốt sọc, giá 85.000 sọc nha mấy chị ơi. Sọc 85.000 nè, lấy sọc chốt em sọc nha. 85.000 sọc nha mấy chị ơi, quả đẹp lắm. Quả đẹp nha. Rồi chị nào lấy bé sọc 85 giùm em. Rồi áo vàng giá 69.000. Vàng giá 69.000 giùm em, form 53 54 kg lại men vừa. Mấy chị có thể mặc xong mấy chị cột nơ ở chỗ này, còn không mặc xong á, mình đắp chéo que rồi mình cột ra sau cũng được nha. Đắp chéo que cột ra sau thành nơ. Còn không mấy chị có thể cột trực tiếp phía trước cũng được luôn. Đó, nó dạng gì nè, mình đắp ra, đắp chiếu rồi cột ra sau nha. Đắp chiếu cột ra sau chung mặt trong người nó sẽ dễ thương hơn. Đắp chiếu cột ra sau nè, còn không mấy chị có thể cột trực tiếp phía trước luôn, dễ thương lắm. Nhung lê màu vàng nè, không phải cột trực tiếp phía trước giùm em cũng được nha. Lấy chốt em vàng 69.000, em còn cái nữa nha mấy chị ơi. Lấy nó chốt vàng giá 69.000 màu vàng, cột trước cũng được, cột luồn ra sau cũng được luôn nha. Nhung lê 69 là em còn nữa nha. Lấy chốt vàng giùm em. Áo đá 85.000 mấy chị ơi, em có màu đen màu trắng hai màu. Đá 85.000 có màu đen màu trắng hai màu mấy chị ơi. Form 40 đến 60kg men vừa. Cái này hàng len dịch kim vải beo dày dặn luôn nha. Hàng này hàng Quảng Châu nha mấy chị ơi. Trở vai là áo đá phía trước giùm em. Từ 40 đến 60kg men vừa. Áo đá này em có màu trắng màu đen hai màu. Giá 85.000 nha mấy chị ơi. Màu đen nè, trở vai ra như thế này rất là dễ thương luôn nha. Mặc cái này beo sang luôn mấy chị ơi. Màu đen giùm em nha, với màu trắng nữa hai màu. Rồi đen trắng hai màu, giá 85.000. Chị nào lấy chốt em áo kìm màu nha. Áo kìm màu, màu trắng. Rồi màu trắng giùm em nha. Áo này có màu đen màu trắng hai màu, 40 đến 60kg men vừa luôn, giá 85.000. Chị lấy cái này chốt em áo kìm màu nha. Màu trắng nè, với lại màu đen nè, hai màu mấy chị ơi, beo đẹp luôn. 40 đến 60kg đường men vừa hết nha. Rồi lấy chốt em áo đế kìm màu trắng với đen hai màu nha mấy chị ơi. 85.000. Ngon ngon. Không có cái áo thun ở trong đó nữa nè. Áo thun mà ở sâu nó hở lưng rồi. 85.000 giùm em nha mấy chị ơi. Lấy béo em nha. Đen của chị Nguyễn Linh màu đen. Rồi cái này chốt em xanh giá 69 nha mấy chị ơi. 52kg lại men vừa. Chị lấy xanh này chốt em xanh nha, giá 69.000 xanh. Xanh giá 69.000, lấy xanh chốt xanh giùm em nha. 69.000 màu xanh. 52kg trở lại men vừa. Rồi chốt một cái đế đen nó cho chị Nguyễn Linh, chị avatar luôn.
Trái Riêng 85 chị Nguyễn Linh. Rồi cái này 2 dây nha, quả liên dịch kim mấy chị ơi, 2 dây. 2 dây giùm em nha. Cái này còn mấy cái ngon. Phong này tầm 52 kg trở lại men vừa em nha. Tầm 52 kg lại men vừa rồi, cái này em siêu còn 65.000. A à, lấy chốt 2 dây giùm em nha. Siêu còn 65.000, a à, lấy chốt 2 dây 65. Còn đúng 2 cái cuối cùng. 2 dây nha mấy chị ơi, bao đẹp luôn, siêu còn 65.000. Và form 52 kg với lại men vườn em nha. Cái này mấy chị phối với lại quần sọc rin nọ dễ thương hoặc là chân váy đen cũng được, rất là dễ thương luôn nha. Có 65.000 thôi, chốt em 2 dây giá 65.000 2 dây. 2 dây 65.000 giùm em nha, chốt em 2 dây giá 65. Dây 65 nha mấy chị, A lấy chút 2 dây 65.000. Rồi áo kem giá 85.000 giùm em nha. Kem là form ngắn, form crop top từ 40 đến 60 kg men vừa. Và nó là đây, phần dưới của nó có rút dây đó nha mấy chị ơi, tay hơi phồng phồng nè, tay phồng giùm em nha. Phối lại quần màu trắng nó sang lắm luôn á. Rồi phía dưới nè mấy chị ơi, mặc xong rồi rút nha, rút bao nhiêu rồi cột lại. Đó, rút mặc rồi rút giùm em nha. 85.000 áo. A à, lấy chút một kem 85 giùm em nha mấy chị ơi. Nhưng mà vô tìm áo thun nhìn mặt kia, hình như trắng hết xanh vậy em à, chị thấy kìa. Chia sẻ like giùm em nha mấy chị ơi. Rồi màu kem nha, A à, lấy kem chốt kem giùm em nè. Kem 85.000 màu kem, mặc xong mình rút phía dưới nha mấy chị ơi, rút bao nhiêu là tùy nè. 85.000 màu kem, A à, lấy kem chốt kem. Rồi kem 85.000 màu kem giùm em nha, A à, lấy chốt kem nè, kem 85.000. Rồi áo bi giùm em nha mấy chị ơi, bi 85.000 bi, form 40 đến 60 kg men vừa. Bi đắp chéo giùm em nha. Bi đắp chéo 85.000, form 40 đến 60 kg men vừa em luôn. Chị nào lấy bi chốt em bi nha, 85.000 bi đó đó luôn chị luôn. Bi 85.000 bi giùm em nha mấy chị ơi. A à, lấy bi béo bi nè, giá 85.000 bi, 40 đến 60 kg men vừa, cái phần trên vai nó có bao thun cho mình luôn. Giá có 85.000 thôi nha. Rồi A à, lấy bi chốt bi giùm em nè mấy chị ơi. 85.000 bi nha, vải bao đẹp luôn. 40 đến 60 kg men vừa. Bi 85.000 bi nha. A à, lấy bi chốt bi giùm em 85.000. Rồi áo này em có màu trắng với là màu xanh hai màu. Rất là đẹp luôn mấy chị ơi, vải rất là co giãn nha. 40 đến 57 58 kg men vừa luôn. Giá 85.000 một áo, hàng Quảng Châu. Phía sau của nó như thế này nha mấy chị ơi. Mặc vô nó sẽ không hở nhiều nha. Mặc vô sẽ không hở nhiều nha mấy chị ơi. Ở phía sau nha, rồi phía trước như thế này. 85.000 áo có màu trắng và là màu xanh hai màu. Có trắng với xanh hai màu nha, áo này chị nào lấy chốt giùm em áo kìm màu. Trắng xanh hai màu, ai lấy chốt áo kìm màu. 85.000 giùm em nha. 85.000 màu xanh, xanh đẹp quá chừng luôn nè, màu xanh. Vải co giãn rất là mịn, rất là đẹp luôn nha mấy chị ơi. 85.000 áo giùm em nha, chị nào lấy áo này chốt áo kìm màu. Trắng với xanh hai màu nha mấy chị ơi, trắng với xanh hai màu. Trắng xanh hai màu em nha, giá 85.000 trắng xanh hai màu. Trắng xanh hai màu giùm em nha, A à, lấy chút em áo kìm màu. Hôm nay sao lục xi mày kỳ cục chứ. Trắng xanh hai màu giùm em nha mấy chị ơi, trắng xanh hai màu. A à, lấy chút em áo kìm màu nha, áo kìm màu. Còn có ba mấy người coi à. 30 Rồi A à, lấy chốt áo kìm màu em nha, 85.000 màu trắng màu xanh hai màu, trắng xanh hai màu. Chia sẻ like giùm em mấy chị ơi. Thấy nó tục kinh khủng luôn á. Rồi đầm baby doll còn cái cuối cùng. Đầm baby doll còn cái cuối cùng nha mấy chị ơi. Rồi siêu còn 79.000, form 60 kg lại men vừa. A à, lấy chốt baby doll giùm em. Baby doll siêu còn 79.000 nha. Đó.
giống như là một cái yếm gì á mấy chị ơi, giống một cái yếm gì á. Cái này chị nào có bầu mặc cũng được nè, bầu mình mặc thoải mái lắm luôn á. Rồi 60kg là men vừa 79.000. A lấy chốt em đầm baby doll 79 nha. Baby doll 79 nha mấy chị ơi. A lấy chốt baby doll 79 giùm em nè. Rồi baby doll 79 giùm em nha. Cái phần ngồi á, cái dây của nó nè có điều chỉnh keo thấp luôn mấy chị ơi. Phần ngồi nè, dây của nó có điều chỉnh keo thấp giùm em luôn. Đó rồi, A lấy chốt em sọc nha, 79.000. Sọc baby doll sọc. Baby doll sọc giá 79.000 giùm em nha. A lấy chốt sọc 79 nè. A lấy chốt sọc 79 nha mấy chị ơi, sọc 79.000 sọc. Sọc 79 giùm em nha, chị lấy chốt sọc 79.000 sọc. Rồi áo màu trắng 85.000 màu trắng, A lấy chốt trắng 85 giùm em nha. Áo trắng giùm em nha mấy chị ơi. Vậy như mặc cho cái cổ phía trước của nó hơi đổ đổ, cổ đổ nha, cổ đổ. Rồi thôi em ngưng like luôn nha mấy chị ơi, ngưng like nha. Cổ đổ em nha, 85.000. Rồi em ngưng like luôn nha mấy chị ơi. Ngưng like nha.